Ai mua tôi không? Ai mua ngao đê? Cô nào trồng bỏ trồng tê, gặp tôi một phát là mê suốt đời. Cô nào quá ngứa nó thì trồng đi theo gái khoái thì ăn ngao. Xe đẹp không? Có, nghe thấy xe lắm. Tặng luôn. Cô nào trồng bỏ trồng tê, gặp tôi một phát. Ôi anh ơi, không ổn rồi, thằng ngao điên đấy. Dọa gì cái thằng điên này? Nó mới làm gì em nhá, anh cho nó hết điên luôn. Không được đâu, lão gặp em lão bắt em về nuôi đấy. Cô nào trồng bỏ trồng tê, gặp tôi một phát là mê tít nghiền. Tôi sống không phải vì tiền, chẳng qua vì nỗi ưu phiền. Thế thôi, ủa đổ cái gì đây? Đẹp mết nhỉ. Thế đẹp nhé. Ôi trời ơi, có khi hôm nay lại gặp may không nên thế này. Cái tông môn nha, cái đứa nào cái thè đẹp như hoa hậu cái này mà nó lại mỏ ở đây nó phí không chịu được, đúng là người ăn chẳng hết kẻ nần chẳng ra. Đây còn bật khoát điện cho người ta chơi chứ gì. Thế ôi trời ơi, ngu thế. Thôi thế thì anh xin. Ồ, mà không ổn. Bây giờ mình mà không chặn đầu khóa đuôi, mình vọt lên đằng kia nghe nó đuổi theo nó đánh mình chết, đúng không? Cứ phải chắc ăn đã. Đi đâu mà vội mà bạn. Những ăn đến mồm rồi. Đi về nhà. Xe đạp ơi, đã tha rồi còn đâu. Mỗi tình thơ thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy, mỗi tình nghèo đơn thơ ấy. Quay đeo, quay đeo, ôi khó chứ. Quay đeo, mỗi tình nghèo đơn thơ ấy. Quay đeo, xa rồi những vòng xe. Tạm biệt em, chân yêu. Anh về với người mới. Anh về với tình yêu mới. Tạm biệt em. Ôi, nắm nắm. Đội cái mũ nó an toàn. Không vậy à, mưa được con xe này bị bắt thì cũng mà phí. Xin tạm biệt các em. Ôi ơi, em ơi, thằng điên nó cướp mất xe rồi. Không ổn rồi, anh lấy xe đạp đuổi theo lão nhanh lên. Sạch hơi rồi còn đâu. Trời ơi, làm sao bây giờ? Ôi, chú ơi, chú ơi. Chú ơi, cháu vừa bị cướp mất xe, chú đuổi theo giúp cháu ấy à? Này, chú đâu mà chú, ông ngoại em đấy. Ông ngoại bọn tôi vừa bị mất cái xe đạp điện đúng không ạ? Con Liệu, mày giỏi thật đấy. Ông bảo mày đi mua mấy quả ớt, mày mất hút luôn. À, hóa ra là mày lừa dối ông bà để mày ra ngoài này thì mày bở bụi rồi. À, nói có đúng không? À, mà cái xe có nhiều tiền không? Bạn cháu vừa mua tặng cháu hôm qua xong, gần 20 triệu đấy không ạ? Nào lấy. Chính là cái lão ngào điên đấy. Mà đã tặng thật nó chưa? Rồi ạ. Thằng ngao điên phải không? Dạ đúng rồi, thằng ngao điên đấy. Thế lên xe, mất xe của cháu tao bây giờ. Ôi trời dạ. Ôi trời ơi, ông ơi, tốt rồi. Đâu. Anh đứng lên đi, đuổi theo ông ngoài em nhanh lên. Ôi, đuổi theo ông em đi. Ông ơi, rồi ạ. Bác nhớ cái việc của nhà em hôm tới nhá. Bác cho em 10 thùng thạch, 5 thùng thạch rau câu Long Hải, 3 thùng Kimiko và 2 thùng Latte. Nhiều thế á? Vâng, thì sau khi khách ăn xong ấy là em cho lát xe hết một thằng trong câu. Úi giời ơi. Bố cái ông lửa mã kia, người thì bé, tình thì to. Này, mà đợt này ông đã chốt chắc chưa đấy? Hay là ông chốt trượt như 3 lần trước đấy hả? Mà này, cái con bé nhà Thuyên ấy, ông chốt trượt nó bây giờ nó chưa lấy được chồng đấy. Không, lần này em chốt mà. Đứa yêu thì chả được chốt, cứ bắt chốt đứa không yêu tí nào. Này, nó chốt con nhà nào? Con nhà Bình Hoàn ấy. Ừ, thế con tí nhà Bình Hoàn nó xinh xẻo đấy. Đúng rồi. Thôi nhưng mà mỗi tội nó đánh đá. Thằng này mà lấy về không cẩn thận nó bắt nạt mày chết. Ui giời,
giải tán càng sớm càng tốt. Anh trưởng ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhà nó điều kiện như thế, giàu như thế, anh còn muốn gì? Chả thấy nhà nó điều kiện tí nào. Khổ quá nhỉ, đất nhà nó mênh mông như thế, trải dài như thế, anh còn mong muốn gì nữa? Thế bố định để con cạp đất ăn cả đời à? Này ông ơi, tôi nói cho ông biết nhé, dự án nó chạy qua nhà Bình Hoàn đấy, ông chốt nó cho chắc vào, hiểu chưa? Đấy. Ở đấy, úi dồi ơi, tông môn như cái thằng Ngao. Cái thằng Ngao hầm chưa thấy người đã thấy tiếng rồi chứ. Cô nào trồng bỏ trồng kê, gặp ngôi một phát là mê suốt đời. Cô nào quá nứa, nhớ thì trồng đi theo gái, suy nghĩ gì, ăn Ngao. Ai mua Ngao đi, cô nào trồng bỏ trồng kê. Anh ta với em đi. Ôi trời, cái lão nữa. Này, hôm nay xinh như con điên rồi. Này này, tâm môn cái thằng Ngao hầm nhá, đánh cho một trận bây giờ đừng lão nhá. Này, mà đi đâu mà xe của ai mà đẹp thế? À, cái thằng bỏ mẹ Mạnh Thường Quân nó vừa mới tặng. Ồ, thế à? Này mẹ My, anh bảo này, à, xem ở trong làng mình ý, là có đứa nào chất môi nổi đốn, rồi là điên nhiên cùng cùng, gom hết này cho anh mua cả, đang có của hồi môn. Này, có cái con hạ hâm, chân nó dài cực kỳ luôn, miên man luôn, mày lấy nó về là hai đứa hâm cùng một cặp. Này bé My vẫn chưa hiểu gì mẹ anh cả. Cả cuộc đời thằng Ngao này nhá, thứt môi nổi nối không thợ, điên khủng không thợ, nhưng chỉ thà mỗi con nào chân dài thôi. Này chú Ngao ơi, chân dài làm sao phải sợ? Ô, chân dài là của đại gia, đấy, còn đùi to chân ngắn mới là của em, đúng không? Này, bác Dung Hiếp, bác xem là trong cái dòng họ nhà bác ấy, còn cái giống con gái nào mà nó chân ngắn như bố con mắt, con biết ở đây, em mua tất, giá rẻ bất ngờ. Chú buồn cười. Đi em nhìn á. Đi nào. Tổng môn khôn như cái thằng này. Cứ bảo điên nó hâm, khôn hơn cả giận. Thật, thằng này. Con này cướp. Cướp, cướp. Bác con tôi tập cướp thôi. Cướp cái gì đấy? Con này cướp. Cái gì đấy hả? Cái gì đấy bác? Bé My, có thấy thằng Ngao điên nó chạy qua đây không? Ô, thằng Ngao điên nó lấy cái gì của bác? Nó cướp cái gì của bác? Nó cướp cái xe điện màu xanh của cháu ạ. Ôi giời ơi, tông môn nhà nó chứ. Thế mà nó bảo là của Mạnh Thường Quân nào tặng nó chứ. Ôi giời. Mà nó hâm điện như thế thôi, nhưng mà nó có lấy cái gì của ai bao giờ đâu. Gì? Đấy, cứ bảo nó điên mới hâm. Cái thằng này có mà điên điên ăn người. Bác Sung, nó vừa chạy ra kia kìa. Bác đuổi nhanh còn kịp. Ôi giời ơi, khổ thế cơ chứ. Đấy, mà cũng tại nhà sung sướng đấy, không gả con Xoan cho nó, thế bây giờ nó bị hâm hâm dở dở như thế đấy. Con Xoan là sung sướng, chả hiểu lấy giống ở đâu mà đẻ ra con Liễu xinh đáo đẻ. Đây đang muốn chốt con Liễu đây. Ngao dừng lại. Bác cứ trả em Xoan cho con thì cháu sẽ trả xe cho thằng Mạnh Thường Quân kia. Anh mà không dừng lại trả xe cho tôi á, là tôi báo công an bắt anh vì cái tội ăn cướp đấy. Tao thách mày luôn đấy. Úi giời, trời, tao thợ đấy à. Này nhá, tao cũng báo công an là cái tội mày vu khống cho tao là ăn cướp. Mà tao nói luôn nhá, mày cứ bảo nhà thung trướng trả lại thanh xuân cho tao. Đấy, 10 năm qua tao khốn khổ như thế nào, trả lại cho tao đi thì tao trả thêm nó mày. Khổ quá, cái thằng này nó bị thần kinh rồi. Không dọa nó được đâu. Nịnh nó đi. Thằng Ngao, mày dừng lại. Tao sẽ trả thanh xuân cho mày. Dừng lại. Này, đâu? Em Xoan của tao đâu? Thanh xuân của tao đâu? Mày cần thanh xuân phải không? Vâng. Được. À, tao đưa mày ra đường Nguyễn Trãi, sẽ có thanh xuân nha. Vô 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 vô. Này. Ôi trời ơi. Đúng là thằng đại. Ôi trời. Lên xe. Dùng tiền lại. Dừng lại. Đi lại. Có thì chạy à? Mày chạy à? Yếu quá. Hai người mà không đẩy được cái xe là thế nào? Mà cô đứng lên mà nhìn à? Xuống đẩy giúp một tay. Thì vâng, con phải bảo thế. Được rồi, con giúp. Nhanh lên. Vâng, giúp thì giúp. Có gì đâu. Yếu quá. Nhanh. Đây. Phút mốt là lên. Ôi,
Mạnh tay lên, mày đẩy thế làm sao lên được? Bác thử xuống đẩy xem. Đã đẩy cố như thế này còn không cảm ơn thì còn nói người ta ngu thì còn hay mở mồm. Mày bảo ai ngu anh? Hả? À mà có mình ngu nhỉ? Tự nhiên lại đi đúc bên quân địch là thế nào? Ôi trời! Ôi trời! Ôi! Bắt bắt! Đây đó! Ôi trời! Con xe này, xe bên chả cổ. Lên dốc mà nó chậm như rùa ấy mà. Nó xuống dốc thì rõ nhanh. Thôi thôi thôi, đi đi đường vòng, đi đường tắt, đường tắt. Vòng vòng vòng. Lên 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 lên. Ui ui. Ông ơi, đi mấy cái rừng rậm này liệu có ma không? Ông? Cái thằng này, ma quỷ đâu ra? Đẩy ra đi. Nhưng mà cháu xem trên phim ấy, mấy rừng rậm này hay có ma lắm. Ông ơi. Cái gì đây? Con gì nó đang treo cổ đây này? Con bướm đấy. Dạ. Thế mày sợ cả bướm à? Con này lông lông á, nhiều lông cháu sợ. Lông đâu? Đây. Thế là dâu của nó đấy. Dâu á? Con bướm nào nó chả con dâu. Dạ. Rồi. Đi đi. Đi. Mà ông ơi. Sao ông bảo là đi đường tắt mà ông cứ đi vào mấy cái đường khó này? Không đi vào đường khó thì con chó bắt thằng đó à? Hả? Mà này, cái đường này thì có gì mà khó? Đường đến nhà cháu gái ông nó khó như thế mà mày vẫn còn đi được. Mà đường này mà mày kêu là kêu thế nào? Hả? Hả mà này? Dạ. Ông nhắc lại nhá. Nhá. Vâng. Cái xe coi là của cháu ông rồi nhá. Cấm không đòi lại nhá. Mày đã cho rồi là không có quay đầu nhá. Nhìn mặt mày là ông không tin được nhá. Nó hiện hai chữ đòi quả đấy. Ông yên tâm, cháu không đòi đâu ạ. Ừ. Thôi, cứ đẩy đi. Ôi. Ôi trời. Thiệt thật đi. Ai mua tôi đi? Cô nào tòng bỏ tòng tê gặp tôi một phát là mê suốt đời. Cô nào gái đi quá thì tòng chí theo gái khoái khí ăn nhau. Ai mua tôi đi giá rẻ bất ngờ. Kìa. Ôi sao thế? Đi tiếp đi ông. Mày bị dở à? Mày có biết chữ không? Hả? Dạ. Cầu sắp chập, chỉ có thằng ngu mới đi vào. Đi vào trong đây để bỏ mạng à? Con xe của cháu. Xuống. Ôi, ông ơi. Ông ơi, con cháu. Đây, ông ơi. Người đi không bực bằng người trực bấm cơm 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 cơm. Ôi giời, mà cái chú thứ trưởng này mua mấy quả ớt đang ngủ ngoài chợ hay sao nhỉ? Mãi cha đi về. Anh trưởng, hai cha con mình ta làm chén cho nó đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Thôi, chè tam rượu tứ, con nghĩ là cha cứ đợi chú Sung chú về rồi mình lại cạch vài chén ra mới vui. Em mà dạo này là men gan của cha là cao ngất ngưởng đấy, cha uống ít thôi. Anh trưởng cứ yên tâm đi, cha lúc nào ấy cha thủ sẵn cái giải đầu gan tuệ linh plus này. Hôm trước cha đi kiểm tra sức khỏe, úi dồi, chỉ số men gan của cha đẹp lung linh luôn. Cha, thế cho con xem ạ. Đấy. Giải độc gan tuệ linh plus, sản phẩm duy nhất dành cho người viêm gan virus và sơ gan. Thế này, này anh trưởng ơi. Dạ. Anh trưởng dạo này là bia rượu uống cũng hơi nhiều, cho nên là anh trưởng cứ phải uống cái giải độc gan tuệ linh plus này vào. Đấy, thì nó mới yên tâm. Nè, uống lấy một viên, tí nhậu cho nó yên tâm. Uống ngay. Đưa cho bố. Dạ, dạ. À,
Thôi vợ thụ cái đùi gà đi cho con nó mập nhỉ. Thương bắt đói rồi hả? Không ăn da. À không ăn da thì bóc da. Da ngay thôi chứ này. Của em đây này. À anh trưởng của cha đói lắm rồi hả? Cha thương, cha thương. Bóc nhá. Bóc. À bóc nữa à? Đây. Đấy. Để cha bóc cho anh trưởng của cha ăn nhá. Ừ. Đấy. Khó bóc à? Khó bóc ở đây. Ăn rồi. Thím Sung ơi. Thím Sung. Dạ. Thím ơi. Dạ. Thím điện thoại cho ông thứ trưởng nhà tôi, ông ấy về đi, lâu quá. Khổ thế chứ lị. Em sai con Liễu đi, mất tích đằng con Liễu. Thế xong rồi sai ông nó đi lại mất tích cả đàn ông nó. Chắc lại tạt té vào quán Mụ Mi để chém gió về cái vụ đất cát đấy mà bác. Uầy, đất cát này, nó lên hay không thì mặc mẹ này. Thím cứ ngồi đây đi, ăn luôn đi, không? Cô ông nguội hết cả rồi. Ôi dồi ôi, bác lạ gì tính nhà em nữa. Nhà có công có việc nhá, không bao giờ cho em ngồi cùng mọi người đâu. Gia trưởng lắm. Mà nhà em đang bị men gan cao, sợ rượu rồi, không dám uống đâu ạ. Ôi giời, lo gì. Ê này, Thím. Dạ. Thím cứ bảo ông ấy uống đi, giải độc gan Tuệ Linh Plus đây này. Này, bảo ông ấy uống 2 tháng, đi khám lại gan, đảm bảo với Thím là gan cực tốt luôn. Thế ạ, vâng. Ở đây kìa. Ông thứ trưởng cho tôi ông về rồi đấy. Lẩu thế tưởng này, đi mua cả một vườn ớt thì. Bác trưởng, hai vợ chồng thì bất hiếu thông cảm. Dạ. Đi mua mấy quả ớt nhưng mà thế con Liễu nó có gặp chuyện nên bây giờ mới về đến nhà. Này, con Liễu có chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Cái chuyện là giống tính cái con bà ngoại nó ấy. Hiểu chưa? Cứ thấy dai đẹp và bắt đầu rực mỡ lên rồi lẳng lơ. Con này thì tương lai chắc là tỉnh cho không biếu không thì cả thiên hạ đấy. Rồi cả thiên hạ nó rêu rao rồi nhục. Ồ hay. Đang nói chuyện con Liễu, sao ông lại vắt sang tôi? Thế có gì đó hả? À, cái thời kỳ tôi đi nghĩa vụ ấy, bà trả nhà thằng Tiểu với cái thằng Văn mấy cày đấy. À, đấy, để cho nó rêu rao cả làng này, nó được củ hóa với bà đấy, còn gì đó. Này này này, chú, có phải cái thằng Văn mà chú bảo với anh tạm ứng cho nó cái xẻng vào cái đài phát thanh của nó đi nửa cái hàm dưới đúng không? Chứ cái thằng mất dạy đấy, nó vừa được ăn vừa được sướng vừa được kể chuyện, thế nó mới cay chứ, nó mới ớt chứ. Thế rồi may là con đã tận tường được lý do tại sao mà trong cái hồ sơ công nhân của con nó lại có một cái vết là cha đã từng đi cải tạo, thế là chúng nó mới không quy hoạch con lên làm đội trưởng, thế nó mới cay, thế nó mới ớt chứ lị. Thôi, không nói cái chuyện dĩ vãng dơ giấy ấy nữa. Chú Thím á, ngồi xuống đi, ăn đi nguội hết cả rồi. Chỗ mà ngồi đấy đấy à? Hả? Nước mắm mà không có ớt thì còn chấm với bút cái gì? Thái nó ra. Mà này, ông men gan cao đấy, uống rượu ít thôi. Cái gì? Bác Mãn ơi, bác bảo với chồng em là uống cái Tuệ Linh Plus đi, để lát nữa uống rượu cho yên tâm bác ạ. À, trời ơi, có lại này cái gì? Đúng không? Đấy, đấy. Đúng rồi. Đây dùng cả tháng rồi nhá, không phải lo bò trắng răng nhá. Thế cái bát nước mắm nguyên chất, không mì chính, có hành tím, rồi hạt tiêu xanh, mắc khén, quế hồi và hạt dổi của tôi đâu? Để tôi đi, tôi làm bát mới. Dạ, xin phép bác ạ. Ừ. Nhanh nhanh cái chân lên. Nhìn chú Sung mà dạy vợ. Vâng. Này, từ bây giờ tôi nói cái gì là vợ phải nghe nhá. Đây, thụi cái đùi gà này đi cho con nó mập. Bảo trưởng. Ừ? Sắp sinh cho bác thằng đít nhôm của gì đó rồi. Cố gắng mà chịu nhịn nha.
Thôi, nha, cả gia đình cho mình. Thôi, uống đây. Uống. Ai mua tôi không? Ai mua tôi đi? Cô nào trồng bỏ trồng tê? Cái dự án này nó hoành tráng. Lại mình sắp thành tỷ phú hết nơi rồi. Mà nhà bé My chuẩn bị mua công lông nhưng mà trả tiền đền bù. Ôi trời ơi, công lông. Nói thì ngọng líu mỏng lờ thì công lông đựng tiền. Nói đến công nông đựng tiền, tôi định cay cái lão chồng nhà tôi. Tự nhiên năm ngoái như thế nào là đem lấp ngay cái ao đi, chứ không để năm nay chỉ cần thả mấy cái con cá coi phết xuống thôi là cũng ăn đủ đấy. Cái nhà cái lão khọc ấy, tự nhiên là thả mấy cái con tép riu thế thôi, thế mà cũng được đền bù mỗi con là 3 củ. Thế cơ à? Đấy. Ai mua tôi không? Em yêu anh không? Yêu cái thằng bố mày. Yêu cái thằng bố mày. Thằng bố tôi có thèm vào gớm này. Báu lắm đấy. Này, tao bảo này. Bán gì? Nhà mày là sắp giàu to rồi đấy. Đâu to nào? Ừ. Nhà mày là ra mặt đường, mà nhà sung sướng cũng ra mặt đường luôn. Mặt đường con đường bung lụa, dự án con đường bung lụa kia. Ôi trời, bây giờ em không cần quan tâm đến bung hay bét gì cả. Chỉ cần là đường thoan nhi đường anh nhi kỷ niệm mùi teo tháng ngày nộng quá. Mặt này hai bác có nhìn thấy cái thoan nó đi hướng nào tỉ cho em gái? À? có này đấy nào này. Em xoan em vào con đường bung lụa chú ra đấy mà tìm nhé. Bác này cứ trêu em thấy em khổ thì cứ trêu em. Đường bung lụa nó còn đang ở cái dự án tiếng mồm nên làm gì nó mở đâu rồi bảo cho đi vẫn đấy. Nó vào nhà sung sướng rồi đấy, vào đấy mà tìm. Mà nói vào nhà sung sướng nó lại cực kỳ đau khổ. Làm sao mà đau khổ? Mỗi lần em vào là vợ chồng nhà đấy nó lại nghi em mà là vào bắt cóc cái con Nhiễu ấy. Con Nhiễu là con của con Thoan, là cháu ngoại của vợ chồng sung sướng ấy. Đấy, nó thả chó ra được cắn em. Tao hỏi này, cái con Liễu có phải con mày không? Nó là con em thì em đã bắt nó rồi. Đằng này là con Thoan đánh đậm của cái thằng nào ấy. Nó về. Mình ở cả làng lại cứ nghi là của em. Đấy, cho nên em lại máu nên em lại thích bắt về nuôi. Thế mình khổ ấy. Thế làm sao mà mày không bắt được? Nhưng mà cứ vào lên nhà nó thả chó cắn em. Thả chó cái gì, mày sợ gì con chó? Tao nói mày với nhà mày bây giờ ra dự án mặt đường. Đấy, con đường bung lụa mặt đường luôn. Mày bán đi, mày lấy một cục tiền ra mày đập cái bóp một phát thì ông bà nào chả đưa cháu về cho mày nuôi. Bé My cứ anh hùng bàn phím. Bây giờ nói thế thì em chỉ biết thế thôi, chứ nhà em nó ở chỗ nào, mặt tiền với mặt đường ở đâu, phải chỉ cho em. Cái mày nhìn thấy cái dự án con đường bung lụa kia chưa? Thì nhìn thấy rồi, nhưng mà không biết ở chỗ nào. Khổ quá. Cái góc kia kìa, mày nhớ nhìn thấy chưa? Chưa thấy nhìn thấy ạ? Đâu, góc nào? Ôi giời ơi. Thôi. À, thôi mày đưa cái chân đây. Đấy, em này. Đưa cái chân đây. Đây ạ. Này, mày nhìn kỹ cái này chưa? Nhìn rồi, hả? Đây chính là nhà mày. Ôi trời, chính nhà mày ở đây. Mà cái này nó bay vào đâu ấy, thì nhà mày sẽ ở đó. Ôi ơi. Ôi trời, em biết rồi. Em biết vị trí nhà em rồi. Đây có mày không? Đây có mày không? Đây đúng không? Nhà em đúng đây không? Ôi giời ơi, tông môn nhà mày. Đấy là đất rừng phòng hộ, không có sổ đỏ. Ôi trời, anh đừng bỏ tiền tôi vào. Sao mày ngu thế, không biết khổ thật. Cái tông môn nhà mày chứ. Đây, cái thằng này đi vào trong nhà. Đâu chỗ nào? Đây nhá. Đây là con đường chính. Vào. Nhà mày nó sẽ là nằm mặt đường này. Đây đúng không? Cái tông môn nhà mày chứ, mày đi ra đây rồi mà đồn xe nó cán chết à? Thế chỗ nào? Nhà mày sẽ là mặt đường này, hiểu chưa? Chỗ này đúng này. Đúng này. Rồi, à, mặt đường đây. Buôn bán. Mà nhà sung sướng ở đây. Ai vừa gần nhau quá, gần nhau quá. Gặp Thoan dễ quá. Đấy. Này, bây giờ em về em bảo ngay với bà Ngọc. Mày đầu tư luôn. Em đang hồi hộp quá, phấn khởi quá rồi. Em về luôn nhá. Em về luôn đây. Ôi Thoan ơi, mình sắp có đau rồi Thoan ơi. Thoan ơi. Tông môn cái thằng này nó lại để xe ở đây à? Này, tông môn mày, Ngao ơi, Ngao Hâm ơi, mày lại để xe ở đây để đi theo gái à? Để uống đi bác. Uống ơi, con gà này ăn nó rắc rằn quá. Rượu nhà ông chú là được đấy. Nước đi ạ. À, rượu đâu lấy mà. À, cái này là nếp cá hoa vàng đấy. Ngon đấy. Đúng rồi, nếp cá hoa vàng nặng đấy. Cái số mình này, chúng số độc đắc. Còn miếng gà
rất ngon. Tôi lại mót được miếng gà nữa. Vợ thụ đấy. Em xin. Anh rửa mày. Từ nãy đến giờ có bao nhiêu miếng ngon anh tống vào mồm vợ anh hết, để cho cha với chú toàn phải ăn xương. Đúng rồi, cái đồ bất hiếu. Ôi giời ơi, chan kiểu gì mà nó lại rơi cá vào trong túi áo trong thế này. Này, lại miếng nữa vợ thụ đi. Mà cha này, vào mồm của vợ con ý thì khác gì là vào mồm của cháu đít nhôm của cha đâu. Đấy, cha cứ nói như thế để chú Sung chú lại hiểu nhầm là cha ăn chanh của con của cháu, đúng không? Chú có nói thế đâu mà cháu lại nói thế. Chú không nói thế nhưng mà là chắc chắn là chú nghĩ thế. Ăn không ăn được, ọe không ọe được, ói không ói được, đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. Ôi chết chết, nhục. Sao hai cháu lại nghĩ như thế? Đúng, chú Sung này, từ nay trở đi anh không sang ăn cỗ nhà chú nữa đâu. Làm có mỗi con gà thì kẻ gắp người đừng à mâu thuẫn từ đầu bữa đến cuối bữa này. Bà Sương đâu rồi? Dạ. Mang cái giả đây. Dạ. Lần sau nhá, có mở gia đình nhà bác đến ăn cơm nhớ phải thịt hai con gà. Bác thịt có một con nên người gắp người không là thế nào? Tôi thịt hẳn con gà sống thiến 3 cân 8 đấy. Mọi hôm đông người hơn ăn, có hết đâu. Nói cái lửa cãi đi. Con gà 3 cân 8, hai vợ chồng tôi bất hiếu ấy, nó ăn không đủ, hiểu chưa? Xuống thịt cái con nữa, nhanh. Dạ, em xin phép bác ạ. Bác với hai cháu chờ em đi bắt thêm con nữa. Nhanh lên còn gì nữa. Có mỗi cái miếng ăn thôi mà chú ấy vui cho cháu là thằng bất hiếu. Chú có nói thế đâu mà cháu lại bảo là chú nói cháu bất hiếu. 2 này, 4 này, 6 cái tai nó đều nghe thì chú bảo cháu là thằng bất hiếu. Thế mà chú lại còn cãi. Mà chú nhớ thế này, ở trong cái nhà này nhá, thằng này là thằng đít nhôm ấy. Có miếng thịt gà mà cũng bị nói là bất hiếu. Nhục quá. Thôi đi về. Đi về. Ok. Hai cháu. Chú có nói gì đâu mà tự ái. Hai cháu. Bác trưởng. Em có bảo hai cháu là bất hiếu đâu nhỉ? Có. Chú vừa bảo thằng đít nhôm nhà tôi là bất hiếu. Thì còn bác là bất hiếu còn gì? Đấy. Chính mồm chú nói ra còn gì nữa. Con trai bác là bất. Nó lấy vợ là hiếu thì chả gọi nó là bất hiếu thì gọi là cái gì? Thì nghĩa ra chú phải gọi nó là hiếu bất. Gọi như thế nó càng tự ái nó về còn gì. Gớm nhà bác là bất mãn thì là bất hiếu thì nó lằng nhằng quá. Sướng quá. Ôi chết. Chị Mao công chúa. Em mời chị ngồi. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Tông môn mấy đứa kia. Ôi khổ quá. Phải lấy cái thảm mà có cái sổ đỏ. Sổ đỏ chính chủ ấy. Sao lại giải cái toàn sổ đó. Cái thảm sổ đỏ đất tranh chấp thế kia. Chứ không phải bày vẽ. Ai đây? Dạ. Em giới thiệu với chị Ma công chúa. Dạ, đây là Hoàng Yến, bồ em ạ. Gớm nhỉ. Chào em,
chị nghe tên Mai Công Chúa đã lâu, nhưng mà hôm nay chị mới được gặp đấy. Hai em. Chị á. Này, đây 40 mùa lúa chín rồi. Đằng đấy bao nhiêu tuổi mà xưng chị như đúng rồi đấy. À, chị Mai Công Chúa ơi, Hoàng Yến bồ em đây là hơn chị 3 cái Tết đấy. 43 tuổi đấy. Này, hơn em 6 tuổi đấy. Thế cho nên em với thiên hạ đấy bảo em có cái bằng cơ trưởng như thế mà. Thật. Thật ba. Ừ. Thằng Cóc Vẩu mà nói điêu chị Mai Công Chúa thì em thề với chị luôn. Cóc Vẩu có bút tí không chị luôn đấy. Thật đấy. Tha để tiền. 43 tuổi thật à? Chị năm nay 43 tuổi mà em. Nhưng mà 43 tuổi là nuột đấy. Nhưng mà có dùng cái gì không mà hay đấy. À đây, chị dùng mỗi cái này thôi này em này. Đấy, gì đấy? Xâm nhung tố nữ tệ linh. Nghĩa là đằng đấy dùng cái này mà nó nõn nà như thế này á. Đấy, từ ngày chị dùng cái xâm nhung tố nữ tuệ linh này vào á, đi đâu ai cũng khen chị trẻ, ngại ghê ý. Mà dùng cái này xong nhá, sức khỏe tốt hơn này, tinh thần thì lúc nào cũng phơi phới. Hết khô hạn này, bốc hỏa mất ngủ, thích lắm em ạ. Thật đấy. Nào, ông Cóc ông giấu kỹ thế. mà chị Mai Công Chúa ơi, em đảm bảo với chị nhá, chị mà dùng cái này vào ấy nhá, đảm bảo với chị là không bao giờ chị phải bốc hỏa nữa đấy. Mà tính tình nó nền nã, nó nữ tính. Nhá, chị em phụ nữ nhá, dùng cái sản phẩm xâm nung tố nữ tuệ linh này vào nhá, kiểu gì là chồng cũng yêu hơn này, chồng yêu, chồng chiều, chồng cưng, chồng cung phụng, mà chồng không đi tạt té. Này, tôi thấy ông nói là tôi muốn dùng luôn rồi đấy. Khác gì bảo bối. Ôi thế này, em mua tặng chị luôn. À, mà chị Mai Công Chúa ơi, Hoàng Yến đây là đang có 2 hecta đất nông nghiệp, nhưng mà bây giờ mới chuyển đổi giấy tờ sang được 1 ha thôi. Thế nhưng bây giờ có nhu cầu bán 2 ha thì mình có múc cả 2 không? Múc chứ. Đất công nghiệp, đất tranh chấp, đất nông nghiệp, đất đấu thầu, bất cứ loại đất xấu nào vào tay chị nó thành đất lành, chìm đậu được hết. Mà này chị ơi, mẹ bố nên tông môn á, em soi cái đất nhà thằng Ngao ấy. Ừ. Ôi trời, nó đẹp như viên kim cương chị ạ. Chỗ đấy mà chị xây gọi là làm cái trạm dừng nghỉ cho cái con đường bung lụa, phải nói là tuyệt vời luôn. Thật á? Vâng. Hay. Các này. Dạ. Không uổng công chị đầu tư cho mày đi học khóa phong thủy cấp tốc đấy. Thế thì mày phải cho bọn ong ve đến làm việc. Ok, múc luôn, đặt cọc luôn. Vâng, thế thì em cho chúng nó đến đặt cọc luôn chị ạ. Ừ. Ừ, vâng. Cái thời điểm này á, nhắm được một gái phải xuống tiền đặt cọc ngay. Không con Mỹ như nó đớp mất đấy, con này nó đông tiền hơn mình. Đúng rồi, đấy em đã bảo chị rồi, bây giờ miếng nào đất vàng phát là mình phải đặt cọc ngay, không có đớp mất ngay. Ừ. Mà phải nói công nhận dân đây thính thật đấy. Mới có gọi là nghe đồn là có phương án đền bù thôi, mà nhà nhà đó người ta đã cứ trồng cây xong rồi xây công trình phụ hết chị ạ. Thế thì chị mày mới phải đi trước đón đầu. Mày thấy ta đầu tư ra cả đống tiền mua lô máy thiết bị xây dựng đây, mua được nhà nào mà phát cho triển khai xây tường bao, xây chuồng trại, ít nữa thêm được ít tiền đền bù lại. Ôi, quá cao, quá cao. Dạ, chị Mai Công Chúa. Gì đây? Có khách đến thuê xe trộn bê tông chị ạ. Cóc. Dạ. Ta sẽ thuê đi. Vâng. Thuê xe trộn bê tông hả? Vâng, vâng ạ. Úi giời. Phải nói là đúng là bà chị Mai Công Chúa này nhìn xa trông rộng thật ý. Bắn một mũi tên mà chúng cái hài đích luôn. Đông Phong là sản xuất nhiều máy móc thiết bị công trình à? Máy phát điện này, máy uốn đai này, máy vừa uốn vừa cắt, máy đầm mili. Này bác Cường ơi, à? Cái máy đầm mili là tiện lắm đấy này. À thế à? Tôi chết rồi. Bác có thấy cái thằng lửa mã nhà em đâu không? Thằng lửa mã nó vừa ở đây xong mà. Anh trưởng ơi, anh trưởng ơi. Bố. Anh đang ở đâu đấy? Đây. Úi trời ơi, sao lại chui vào đấy làm cái gì? Đang tính sau này cưới thuê con xe này làm xe dâu cho nó độc nạ. Ông bố không thuê đấy cưới đâu. Đi con xe này đến bao giờ mà đón được dâu? Ui giời, gái trong nàng ấy mà, no gì.
bọn nó toàn thuê xe trâu làm xe dâu thôi. Mà con này nhá, động cơ nó oanh 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 như pháo ấy, đi đón dâu vui phết. Ý tưởng độc lạ dị đấy, rất hay. Chú Dũng Hiếp này, chú giao cho anh bài toán khó quá, nhưng mà anh đã có lời giải rồi. Chú muốn công trình thi công nhanh ấy là phải dùng cái xe của thằng lửa mã này nó mới nhanh được. Chứ sau 3 ngày chú giao cho anh phải kè xong 3 xào ao, sau 3 ngày phải thả 3 tấn cá coi, lại phải xong trước 3 ngày có phương án đền bù. À, chào các bác nhá. Ơi, các bác đi thuê máy trộn bê tông không? Đúng rồi. Úi trời, thế là các bác tìm đến đúng vựa điều gì đó. Ở đây em có các binh chủng luôn. Đấy, nếu như các bác thi công ở những cái công trình gọi là đồi núi chập trùng nhấp nhô nhá, ở địa hình phức tạp nhá, các bác vụt cho em cái con bánh lốp kia. Thế còn các bác mà thi công ở công trình mà đầm mao suối hồ ruộng, đấy, thì các bác vụt cho em cái con này, gọi là vuông công trình này. Đấy. À, tôi đang hút ao để kè, tôi lấy con máy trộn bánh xích đồng phòng này. Thế ở đây là cho thuê theo ca hay là theo ngày? Bác kè ao gì? Ừ. Úi giời ơi, bác kè ao mà bác dùng con máy trộn bê tông bánh xích này thì hết nước chấm luôn. Này, chính tỏ là bác rất thông thạo về máy móc công trình đấy. Năm ngoái tôi có thi công kè 20 km đường đê biển. À, cái bọn nhà thầu ấy nó mua hơn chục con này về làm nhanh và nhàn lắm đấy. Này, thế thì chú lấy cả 3 con nhanh. À, con bánh xích này đánh ở dưới lên, con bánh lốp này thì đánh ở trên xuống dưới, còn con đứng yên trên bờ tiếp đạn cho 2 con này thi công nó mới nhanh được. Đúng rồi. Mà này, giá cả không quan trọng, quan trọng là ông phải chốt đúng lịch cho tôi đấy. Úi giời, các bác yên tâm. Này, ao bác rộng không? À, độ 8 sào, rơi vào khoảng 5.000 mét khối nước. À, nhưng mà tôi đang tính là cơi được khoảng 2 hectare nữa. À, thế được rồi. Thế thì bây giờ này, nếu mà bác thuê em 3 con trộn bê tông này thì em khuyến mại cho bác luôn cái con bơm nước đầu lổ Đông Phong này nhá. Này, con này hút thì thôi rồi, vô địch thiên hạ luôn. Nó hút 1 giờ là 500 mét khối nước, đảm bảo cái ao nhà bác ấy nó rít cho vòng mấy tiếng ấy có một cạn trơ đấy. Thế thì hay quá, chú khuyến mại cho anh 2 cái này. Khuyến mại 2 con? Ừ. Úi trời, thế thì bây giờ này nhá, em khuyến mại cho bác 2 con nhưng em vẫn tính tiền 1 con đấy. Nhất trí. Thế được rồi, thế mời các bác vào trong văn phòng người ta làm hợp đồng nhỉ. Mời các bác vào trong này. Trong môn thằng Onana khốn nạn, trong môn thằng Onana mất đại này, chỉ vì mày về Old Trafford mày cướp cái vị trí của thằng De Gea, để bây giờ thằng De Gea nó thất nghiệp, không câu lạc bộ nào chứa nó ấy, không câu lạc bộ nào gọi nó. Thằng chó này hả hả, mày biết tao là fan cuồng của MU như nào không, mà mày về bây giờ mày phá nát cái MU của tao. Hôm nay nhá, tao sẽ đá cho mày tan mặt mày ra hả, thằng mất đại nhá. Hôm nay đã tan mình luôn nhá. Mà Old Trafford nhà hát của những giấc mơ mà nhiều lá như thế này chứ này. Ôi giời ơi, Ngao ơi, con vào đi, gió hiu mây sắp về rồi mà con cứ nhặt lá đáo mơ thế này ốm thì u hầu đằng sao. Ôi buồn cười nhỉ, tay nhặt lá chân đáo bơ nó là avatar của những kẻ điên. Con cấm U không được thúc phạm đến bọn điên nhá. Bây giờ thế này, U thổi còi cho con, khi nào U thổi là con đá tan mặt cái thằng thủ môn Onana mất đại này U nha. Ừ, đây con đá tan mặt nó ra xong con vào nhà nhá. Ai này bảo vào nhà, vào phòng thay đồ. Ừ, từ bây giờ là cứ vào nhà là bảo vào phòng thay đồ. U nhớ đấy nhá. Dạ vâng. Xin kính chào quý vị đến với sân vận động Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ, để chứng kiến một màn đá phạt penalty siêu kinh điển do CR Ngao trình bày dưới sự giám sát của trọng tài cấp FIFA Cô Đi Đa Ngẩm. Và bây giờ chương trình của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Xin mời quý vị. Đã, đấy nhé, đây. Bắt đầu nhé. Nhà mừng, ôi thủng con đi. Ôi, ba. Thôi tiếp, thôi tiếp. Ừ, quá
quả nước, quả thứ ba, quả thứ ba nhá. Vâng vâng vâng. Ôi trời, mày trong vùng mặt luôn rồi. Trời ơi. Ôi trời, trời chết rồi. Ôi trời, sao ở ngoài kia ồn ào. Lắm. Cứ điên đưa đến bệnh viện thì nó lại tỉnh. IQ của nó 100 nhá. Về nhà nó lại điên. Nhưng mà được cái đến tiền tài lắm. Thế lửa, xem nó điên hay tỉnh. Nhật Tinh Ngao, đây là cái gì? 99 triệu nhân bản. Nó nói chuẩn bà chúa. Trong này em mới lấy 1 triệu ra mua dầu. Tiền này mày thu ở đâu? Em thu lãi của bọn bên dịch vụ. Tài chưa? Giỏi đấy. Nhật Tinh Ngao, thế đây là cái gì? Đây cái mày ta mày. Đây là cái cọc 200.000. Chúng mày tưởng tao ngu nè nha. Đừng có nòe tao. Mặt tao ngu nhưng tao thu được tiền nha. Tài chưa? Tài. Này, thế còn cái máy điện thoại này của hãng nào mới sản xuất? Mày biết không? Chị đừng nghe em, chị Mai Công Chúa à. Cái gì em chẳng biết. Cái này không phải là cái điện thoại. Cái này là cái thước đo King Blue KNZ80R. Đấy. Đừng có lòe em. Chị nhá. Tại sao mày lại biết đây là thước đo King Blue? Úi dồi ôi. Cái gì em chẳng biết là chị Mai Công Chúa. King Blue chuyên cung cấp vật tư kim khí. Đấy. Sản xuất công cụ cầm tay cao cấp. Mà chị có muốn hiểu gì về King Blue nữa không? Em phổ cập luôn cho chị hiểu. Đấy. King Blue chuyên sản xuất lưỡi cưa, máy cắt, máy mài, đá mài, máy bắt vít tôn, thậm chí là máy rửa xe, máy bắt vít bù lông, thậm chí là máy cắt bê tông, máy cân bằng laser xanh nhất. Đâu oh, yeah. Oh yeah. Rồi. Rồi đấy. Này. Dạ. Mày điên mà tao thấy mày còn hốt người tỉnh đấy. Này em cũng nói luôn cho chị Mai Công Chúa nét nhé. Nói về cái điên tình thì chị Mai Công Chúa chưa hiểu được đâu. Này không phải ai cũng điên tình được như em đâu. Chị cứ thử điên tình như em xem. Có bạn điên vào mắt. Em nói thật với chị nhé. Bọn em cũng phải khổ sở vật vã từ sáng sớm tận đêm tối mịt nó mới ra được những cái cơn điên tình, nó quằn quại, nó đong xót kêu gào như thế. Đấy, bây giờ chị điên tình như em đi. Đấy nhá, vất vả lắm, sáng thì nhặt lá, trưa đá uống bơ, tối nằm thơ, đêm tận thở tờ tời tháng. Chị thử xem, chị với mấy con này thử điên giống em đi. Có mà thành mấy con dở. Ơi giời ơi, điên. Điên cái gì? Tuổi gì điên? Ai thấy chưa? Tài chưa? Nó điên mà nó rất thông minh nhá. Nhưng mà được cái đếm tiền không thiếu một thu. Giỏi. Này mẹ hả? Ngẩm hả? Thế cái thằng Ngao nhà mẹ, thực tế là nó điên tiền hay nó điên tình? Nó điên cả hai. Ngày nào nó cũng cầm ảnh con Xoan nhá. Và nó cầm tờ 50.000 nó cứ vuốt ve thế này này. Bây giờ mà có 1 tỷ á, mà tiền 10.000 á, nó đếm suốt ngày này đến ngày khác được cơ mà. Được. Vậy thì tôi sẽ mua cho mẹ mình đất kia. Tôi giả 2 tỷ. Ơ, 2 tỷ á? Đặt cọc trước 1 tỷ, ok. Ô, đặt trước 1 tỷ á? Ừ. Ôi trời ơi, thế là tôi có tiền chữa bệnh cho thằng Ngao rồi. Ngao ơi, mẹ có 1 tỷ nhá. Mày điên đi, để mẹ sẽ là tỷ phú nhá. Mẹ có 1 tỷ nhá.
Anh chị yên tâm, mua 2 căn biệt thự ở bên em sẽ được khuyến mại 2 suất lạc tín viên. Sau này các cụ nhà anh chị có ra đi ấy, thì thứ gì đấy rất là gần con cháu ạ. Hợp lý đấy anh ạ. Em sẽ chuyển ông bà ngoại ở dưới quê lên đây. Ông bà ngoại ở chỗ Vích như này. Ông bà nội ngày xưa hay soi mói em. Bây giờ chuyển ông bà lên gần đây, mẹ chồng con dâu không hợp nhau, bà lại phá không làm ăn được. Đã di rời ấy, là phải có cả nội, cả ngoại. Em cứ mạnh dạn đầu tư thêm 2 suất nữa cho anh. Sao anh ngang thế nhở? Ông ngoại và ông nội ngày xưa cứ ngồi uống rượu với nhau thì lại đánh nhau. Bây giờ các cụ mất rồi, đánh nhau ở dưới đấy ai biết được mà can. Theo em ấy thì các anh chị cứ đầu tư cho các cụ 2 lô đi. Một lô đầu và một lô cuối. Xuống dưới đấy ở xa nhau lắm, không đánh nhau được đâu. Đâu, em cho anh xem nào, lô nào? Lô đầu, lô cuối, view cực đẹp luôn. Đúng không? Dạ. Anh có nhìn thấy con đường mua được không? Ai mua đất đấy? Đấy, hôm trước là tôi bảo với anh là đất nhà Bình Hòa nó rộng, nó kéo dài từ đây đến đây, nó bám hết cái mặt tiền này. Anh còn mong muốn gì nữa? Đất vàng, đất kim cương, ai mua đất trẻ? Nhưng mà thằng này thích con điêu. Ôi trời ơi, tôi đã giải thích. Ôi trời ơi, ngao hầm ơi, ngao hầm. Này, mày đi ăn cắp đất rồi đâu mà bán nhiều thế? Cái bé mi này chẳng hiểu cái gì cả, đây là đất của nhà người ta. Thì bảo đi ăn đất là ăn cướp ăn cắp ở đâu? Mà mày bảo là đất vàng, đất bạc, đất kim cương. Thế tao hỏi mày là vàng đâu, kim cương đâu? Ôi thật đúng thật rồi, cái bé mì này càng có tuổi thì trí tuệ nó càng thụt lùi đi. Thế bây giờ người ta bán đất nhá, xong người ta đầu tư, người ta tích lũy tiền, xong người ta mua kim cương, người ta mua vàng, thì nó là đất vàng, đất kim cương còn gì? Không hiểu cái gì, cứ hành rõ mồm mà người việc của người ta. Đấy, cái bản nó điên mới hâm, có hâm mới còn kít ý. Tính toán như thần thế này. Này, lần này tôi phải lấy của nó mấy xe đất để về trồng cây cho nó thích. Đấy nha. Ai cũng thức thời như là cái bác Dũng Híp này có phải tốt không? Này, bác tuyệt vời. Không hổ danh là nhà có con đi xuất khẩu lao động. Có nhiều tiền nói chuyện nó khác hẳn luôn. Đấy, chịu khó đầu tư quá. Này, bác cứ phải mua đất của em. Bởi vì sao? Bác về bác đổ hết ra vườn, xong mà bác san nền phân lô. Đấy, đợt tới sẽ hốt bạc luôn. Bởi vì cái đất nhà em ấy là đất mặt đường của cái dự án con đường bung lụa. Đấy, đúng không? Nó phải hốt như thế. Nhưng còn cái đất của mấy cái đồi kia tuổi đi. Đúng không? Có gì? Ôi giời ơi, đất mới chả đai đai. Đang mưa gió như thế này. À, Hạnh ơi Hạnh, mày làm tí văn nghệ đi, tình cây và đất cho nó đỡ ỉu quá, nó mau. Đấy, nào, tôi với ông vũ phù họa nè. Đất vắng cây, đất ngưng hơi thở, cây thiếu đất. Cây sống với ai? Chuyện trăm năm ân tình cây và đất. Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh. Ôi đẹp làm sao, tình cây và đất đem đến ngôi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất, em là cây, vinh
thúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vĩnh thúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Vĩnh thúc cho ai biết rằng. Từ đó mùa xuân vĩnh hằng. Ôi trời ơi, Ngao ơi. Trời ơi, U đi tìm mẹ suốt từ sáng. Về ăn cơm, U đánh chết bây giờ. Ôi trời ơi, sao U một cười như này còn đang kinh doanh. U cầm cái giọt U cứ dọa này thì ai mà làm việc được. Ôi trời ơi. À mọi người à, yên tâm nhá. À tôi sẽ free đấy, ship đất đến từng nhà một đấy, yên tâm nhá. Trời ơi, các cô các chú ơi, nó điên về tình đây, đừng tin nó. Nhà tôi bán đất rồi nhưng bây giờ nó cứ đào với xới lộn lên để nó lấy cái đất nó đi nó bán cho người ta, có khổ thân tôi không chứ này. Này này, hóa ra là bán đất rồi à? Bán rồi. Thế bán cho ai đấy? Ôi trời, đông người mua lắm. Bán cho Mai Công Chúa. Nhưng mà được bao nhiêu? 2 tỷ. Tài chưa? Hẳn 2 tỷ. 2 tỷ. Này, kỳ này tôi bán xong rồi, tôi chữa cho thằng này điên khỏi nhá. Tôi mua cho một cái xe ô tô thật đẹp, thật to. Và tôi sẽ bắt nó lấy 3 con vợ ở cái làng này cho mà xem. Ôi trời ơi. Này, mẫu ngầm quá tuyệt vời. Còn mái phục mẫu ngầm luôn. Này, 2 tỷ đầu đường anh. Và luôn cho con. Để con đầu tư, con đi tìm em Thoán. Cái gì? Mắng. Không thèm. Cái gì? Khối ai làm thế này? U để ở nhà rồi, về U đưa cho. Nhớ nuôi tôi còn nha. Ừ. Nhanh, nhanh. Được, được. Okay. Cầm cầm đấy. Có 2 tỷ rồi. Đi. Thế nào? Bố con ông bất mãn đo xong chưa? Mang sổ ra đây. Tôi đối chiếu xem nào. Đưa sổ cho xem nào. Dạ. Đây ạ. Mặt tiền 27m13, chiều rộng 50m17. Cha xem các số đo này đúng với các chị không? Ừ, sao lạ nhỉ? Sắt thép ấy, thì còn có độ co giãn. Đất cát thì co giãn thế đấy cho được. Này, ông Mãn, tôi nói thật nhá. Ông già hết đời rồi. Mà sao ông tính toán chi ly thế nhở? Ôi, tất đất nó tất vàng nhỉ. Bố con ông đo đất bằng xào. Còn tôi, Mai Công Chúa, đo bằng máy đo khoảng cách điện tử King Blue. Nó chính xác đến 100%. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Sao không phải lăn tăn nữa? Này trai, chị dùng cái thiết bị King Blue tối tân, hiện đại nhất thế giới à? Chắc là không sai đâu cha. Rõ ràng hồi trước là ông để lại cho cha 5 sao mà vẫn đi đâu mất 1,5 mét nhỉ? Thôi bây giờ dạ, tinh thần thế này chị Mai Công Chúa, thì bây giờ là gia đình em là quyết định bán. Thế nhưng mà cái giá nó phải là 3 tỷ 9 cơ chị ạ. Bày ra đây chị bảo. Dạ. Đứng sát vào đây. Dạ. Chị nói nhỏ, vâng. Bố mày nghe bố mày lại buồn. Vâng. Cái thửa đất nhà em ấy, cái chiều rộng nó rơi vào cung ngục tù. Còn chiều dài ấy, nó lại rơi vào cung ly tán. Cho nên là 4 chữ ngục tù ly tán nó hiện diện lên trên cái mảnh đất nhà em. Bố em nghe thấy rồi đấy. Ông Mãn này, kể ra ấy, nếu mà mảnh đất này nó chỉ cần thêm 1,5 mét nữa thôi, tôi đồng ý giả 4 tỷ 9 luôn. Nhưng mà rất tiếc, bởi nếu 1,5 mét là nó rơi vào cung tần mỹ nữ rồi. Tôi chả tiếc gì ông cả. Nhưng mà đất nhà ông chỉ có thế thôi. Này cô ơi, cố lên trả 3 tỷ bố còn tôi bán luôn cho cô. Đúng ạ. Chốt 2,5 tỷ. Đồng ý thì chốt. Không thì bố con ông để đấy mà chơi. 2,5 tỷ lần thứ nhất. Không bán. 2,5 tỷ lần thứ hai. Không bán. 2,5 tỷ lần thứ ba. Không bán. Về. Yeah! Ôi trời,
Không cố được 3 tỷ có phải tốt không nhỉ? Cha. Hả? Theo con, cha sang nhà chú Sung, xin chú ấy thêm mét rưỡi đất nữa, làm miếng đất nhà mình, lãi cả tỷ đấy cha. Ôi tạch, ôi nhá. Cô này, mày khá hơn cha. Con hơn cha là nhà có phúc. Cả đấy. Bác. Dạ. Theo cha sang chú Sung. Đi. Đi. Ai... Có đau không? Có làm sao không? Đau. Đau. Đây anh thổi cho. Thôi hết rồi. Hết rồi à? Cả bất. Dạ. Nhìn kỹ xem có đúng con liễu không? Ui, chả nó thì ai. Ôi trời, đúng con liễu rồi. Đang làm gì ấy nhỉ? Càng càng xinh đấy. Thế cha đang làm gì đấy? Nó đang làm gì? Nhưng mà cha đang làm gì ạ? À, tao đang vuốt. Thì nó đang vuốt tóc. Cái gì vậy? Kiến cắn. Cầy lắm kiến thế nhỉ? Làm gì có kiến. Có đây thì cắn này, nốt này. Ôi trời, con này hỏng rồi. Con này giống hết con mẹ rồi. Các cụ bảo là nghĩ ra truyền là cấm có sai. Thế gì? Mà cái con này nó còn giống cả tính bà ngoại nó cơ. Tí tuổi danh đã lăng loạn rồi. Cho anh hôn cái. Cho hôn cái. Không. Đi mà, cho hôn đúng cái. Một cái thôi anh nhá. Hôn nhá. Anh cả. Dạ. Anh vào xua chúng nó ra, cho chúng nó dễ đàn đi. Không có con này nó mà chữa hoang ra thì xấu hổ cả nhà mình. Thôi cứ để đấy ạ. À, bây giờ nó đang đẹp như thế này thì để con quay lại cái clip làm cái content. Khi nào mà nhà ông Sung thì ông ấy mà trở mặt nhé. À. Thì up lên mạng luôn cho vui. Ừ, mày thông minh hơn bố đấy. À, xì. Chị không biết giờ đi. Sao bịt mồm bố? Cái gì tôi đang lộ hết chuyện sao? Sao vậy? Cái gì? Cái gì? Ui, kinh cái sức sung sướng lại. Em ơi, hình như là có ai theo dõi mình ấy. Làm gì có ai. Anh làm gì làm đi, không ông bà em về là hết cơ hội bây giờ đấy. Nhưng mà có người thật mà. Chán anh thật đấy. Dỗi. Ô, thật. Đây. Quay để tí nào. Dạ. Quay nét luôn. Đây hình ấy. Bốn pha. Đây hai. Bốn nhìn chưa. Quả này là nhà sung sướng chết đấy mình rồi. Phen này phải giá lại đất cho anh nhá. Đấy, nó nét thế này cơ mà. Con ơi, bắt được quả tớm thế này. Bố con nhà Sung kiểu gì cũng kiểu, cho bố con mình gì mét rưỡi đất. Đúng rồi. Mét rưỡi đất thì đống tiền mấy ít đâu. Cha làm sao rồi cha? Con ơi, dạ. Con nhẹ nhàng rút ra cho cha với. Dạ vâng. À, từ từ. Này, con rút ngược như thế, có bao nhiêu răm nó đâm vào cái chỗ trung tâm vui chơi giải trí của cha. Thế bây giờ phải làm nào hả cha? Phải rút đằng này. Dạ vâng. Rút xuôi này này. Vâng ạ. Từ từ. À. Khi nào cha hô 1, 2, 3 thì con hãy rút nhá. Vâng. Từ từ. Nó ra rồi, ra. Có sao không cha? Không sao. Không sao. Mày
mà cha hết tuổi cưới vợ. Đúng rồi. May quá cha nhỉ. Thôi mình sang nhà chú nhá. À, thôi để thế cho mát. Cứ để thùng này à? Vâng. Ra rồi cho mát lo gì. Ui, vâng đi. À ui, kinh quá đi. À, con cầu cho vợ chồng nhà sung sướng à, đi đến nơi về đến chốn, à, đi năm về 10. Xe thì càng đi thì càng ăn ít xăng, mà xe đi không bao giờ hỏng, mà đặc biệt là không bao giờ phản chủ. Nhà này hôm nay làm sao nhỉ? Này, xin tán đài không được, đài thì chín thì được rồi này. À, đâu rồi hả mày? Này, mà thật có vào. Mày có khẳng định sau khi mày cúng xong cái xe này của tao nó sẽ bền cho đến lúc hỏng không? Người ta cúng để cho nó bền đến lúc hỏng cái gì nữa? Tao đếch tiền. Tóm lại tao cứ giữ 20% tiền cúng cho nó lành. Con coi nhỉ? Tao cũng giữ là 20% là gì? Nó hỏng nó có cái để mà đền chứ. Ủa thế biết bao giờ nó mới hỏng? Ủa thế buồn cười nhỉ? Mà tóm lại tao đếch tiền mày. Ông buồn cười vừa thôi. Bố mày buồn cười thích nhỉ? Thế thuê thầy cúng không tin thầy cúng thì thuê về nhà làm gì? Mà đấy, tôi nói cho nhà chị biết nhá. Tôi què cụt này nên tôi nể chị lắm thì tôi mới đến tôi cúng cho nhà chị. Đấy, bao nhiêu đại gia nó mời tôi có thể đến cúng đâu. Mà tôi nói cho chị biết nhá. Ê, thầy là thầy, con nhang là con nhang. Mẹ biết gọi thầy là thằng. Đúng cúng không thương thì đừng có đổ thầy nhá. Bố mày buồn cười thế chứ nị. Cứ thằng mày mày. Bụi thì thầy. Tóm lại nhưng mà thầy có khẳng định là chiếc xe này nó sẽ bền cho đến lúc hỏng không? Thì người ta bảo là của bền tại người. Mẹ đến lúc nhìn thấy như vợ ông đây, ông dùng mãi thì nó cũng phải hỏng chứ. Rồi, hỏng đâu? Rồi đến lúc nó sẽ hỏng. Tôi chỉ cúng cho cái xe này ấy, là nó đang ăn 10 lít xăng. Ừ. Bây giờ tôi cúng nó ăn chỉ còn có 3 lít xăng thôi. Đấy, ừ. Mà đặc biệt ấy, tôi cúng để cho nó là nó không bao giờ phản chủ. Được chưa? Mẹ tôi nói ông biết nhá. Riêng cái xe này tôi cúng xong nhá, ông chạy 120 km/h nhá. Ông nhầm gốc cây, ông phi thẳng vào gốc cây mà nó còn không thể trúng. Cúng thế mới gọi là cúng. Cái gì? Đi với tốc độ 120 km/h, đâm thẳng vào gốc cây mà nó vẫn né được. Chứ còn gì nữa? Thì người ta vẫn đã bảo nó cúng cho nó không bao giờ phản chủ cái này. Ôi, con này khôn như chó thế à? Chứ sao nữa? Mà này, nhá, ông bà là chọn cái thằng thợ nào mà nó đi xem xe là thằng có nghề đấy. À. Mẹ con nay mà chọn được con mà bốn lỗ huyền đề cả bốn thì mẹ của nó tuyệt vời luôn. Đảm bảo kể cả ba nay nhá, mà không biết đi ô tô nhá, phóng cái ùm phát xuống hồ, mẹ nó lướt như cano phát xuống lại vọt lên trên bờ. Ui dồi. Mẹ bốn huyền đề nó hiểm lắm. Lao xuống hồ nước thì tự nó biến thành thủy cơ luôn. Chứ gì nữa. Ô, con xe này hay nhỉ? Thế hay thế thì có giữ lại 20% thì cúng được không? Thôi. Ừ. Thôi được rồi. Hai vợ chồng đưa mỗi người đưa hộ cái que cái gì. Hai vợ chồng cho mượn cái que cái. Dạ đây ạ. Ừ. Dạ, của thầy đấy ạ. À, rồi. Ôi giời. Ừ. Thế bây giờ này nhá. Ông chồng vần cái lốp kia để tôi hạ thổ xong rồi cái là cho hai vợ chồng vi vu được. Thế còn vợ thì mang vàng mã đi hóa. Vâng vâng ạ. Ừ. Đây thì mang kia. Hóa hết đi. À, xong rồi. Đấy, yên tâm. Này Cóc, này cho anh hỏi cái này nó là súng hay là máy ấy? Mà trông nó bé bé con co thế này mà khỏe như lực sĩ nhỉ. Đây là máy siết bù lông 20V của King Blue. À. Có cái này bây giờ em nhàn lắm. Ngày xưa đi cúng xe ấy là cứ phải thuê hai cái thằng thợ làm lốp to như hai con tịnh đến để cho nó gọi là nó công lốp. Công bù lông. Ừ. Đấy,
Mà hai cái thằng nó ăn như thù luồng ấy. Mỗi lần đi cúng nhà chủ sợ phát khiếp. Em chơi một phát là cái máy kinh blue này phát này. Bây giờ là nhàn tinh. Bây giờ làm tất cả. Chú Cóc này, tôi thì nếu mà cúng xe xong thì có khi chú để lại cho anh cái súng à. Súng vít bô lông kinh blue này cái. Để lại cho anh. Bác để lại cho bác làm gì? Bác mua làm gì? Thì, lúc nào hỏng xe thì anh còn sửa. Bác bị thần kinh à? Bác mời thằng em đến cúng cho nhà bác cái xe để nó không hỏng. Thế bây giờ cúng mà để xe nó hỏng thì anh chết bạn thì cúng cái gì thì mời nó đến cúng làm cái gì? Cười thật chứ. Thôi, chả giấu gì chú thì chú biết là anh thợ cơ khí còn gì nữa. Tỉnh thoảng cũng gọi dựng cái nhà xưởng này có cái máy xiết bô lông kinh blue này có phải nhàn nhã không? Ừ thế được. Này, thế thì em mách bác này nhá. Bác đến tất cả những cái đại lý nhá của kinh blue này. Bác mua cho em. Hoặc là bác vào website là kinhblue.vn chuyên sản xuất cung cấp vật tư kim khí dụng cụ cầm tay cao cấp nhá. Vào đấy những cái dụng cụ cầm tay xịn lúc nào cũng bạt ngàn luôn. Đây mà bây giờ cái chế độ bảo hành của kinhblue tuyệt vời luôn, bảo hành trong vòng 1 năm nhá. Thậm chí là mua một đổi một trong vòng 1 tháng nếu như bác vẫn chưa khoái sản phẩm. Ủa thế à? Ủa thế thì anh phải lao ngay vào cái trang web của kênh Blue rồi anh chấm ngay VN luôn hả? Còn thế. Con kính gửi các chư vị quan thần thổ địa. Nếu như mà cái xe ô tô của con mà không bền như cái thằng cha thầy cúng nói thì con xin các ngài cứ hiện về và vỡ cái alo nó ra cho con. Mà làm gì có cái gì bền đến suốt đời được. Chú Sung đấy à? Xe của thằng nào mà nằm trình hình ở đây chú thứ trưởng hả? Hai bố con bác bất mãn sang chơi đấy ạ. Này, xe mới mua đấy. Chứng tỏ chú thím thứ trưởng giàu ngầm. Chắc là mới tham ô được ở đâu. Con xe này ấy, chắc phải tỷ chứ chả chơi. Vâng, ngót tỷ đấy bác ạ. Nhưng mà vợ chồng em vẫn phải giật tạm tiền của nhà con Xoan với nhà con Na thì mới đủ tiền mua cái xe ô tô này đấy. Chú Sung này. Dạ. Anh hỏi thật chú nhá. Vâng. Thế chú có bớt của anh ít đất nào? Ô, sao bác lại nói thế? Ngày xưa các cụ để lại vâng cho anh là 5 xào. Đúng rồi. Mà anh đo đi đo lại đo rất cẩn thận vẫn thiếu 1,5 mét. Ồ, lạ nhỉ. Chú có chốt lấy đất của anh thì giả lại cho anh tí. Bác ơi, bác thừa biết em là hai con tị mẹt gươm lấy chồng cả rồi, em có cần gì đến đất đâu. Mà đất nhà em rộng bạt ngàn ấy, em lấy thêm còn làm gì, trả cho bác thì thôi đấy. Bác thấy rõ ràng từ cái gốc cây thiên tuế kia các cụ đã trồng rồi nhá, làm cái mốc hất về bên kia là của nhà bác, còn hất sang bên này là của nhà em. Bác nói thế này thì quan điểm của bác thế này thì mất tình cảm quá. Thôi bây giờ túm lại như này chú thím ạ. Thì bây giờ nhà cháu đang cần 1,5 mét đất nữa. Thì bây giờ chú thím bán thì cháu mua, còn cho thì cháu xin. Bây giờ chú thím biết rồi đấy, chú thím còn sống bao nhiêu lâu nữa đâu. Mai này mà khuất núi thì cháu là đít nhôm, làm gì còn ai mà hương khói cho chú thím ngoài cháu. Đấy, con trai đấy, con trai của tôi mà cũng là con trai của chú, sống tình cảm lắm, thằng này nó có nghĩa lắm, có hiếu lắm. Các cụ nhà ta ngày xưa nói cấm con trai vắng cha thì có chú, chết mẹ thì bú gì. Công nhận cái tầng bất rất có hiếu bác ạ. Như thế này mà nó không nói trước mà bác mà nói trước với em thì không phải là em cắt cho bác 70-80 mét có chuyện gì đâu. Hay quá. Đấy, không có gì đâu. Đấy đấy con. Dạ. Con nhìn đấy. Vâng. Tình cảm anh em ruột nó phải thế. Vâng.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đấy. Con nhớ chưa? Vâng. Nhìn cái gương này. Vâng. Mà học tập nhé. Ơ chú Sung này. Dạ. À thôi anh không cần 70-80 mét thôi. Anh chỉ cần 50 mét thì cho nó tròn. Anh thích số 50 chứ. Dạ vâng ạ. Nhưng rất tiếc là bây giờ lại không được. Sao? Giờ em đã là vợ người ta. Em bán rồi, em mua xe ô tô đấy. Sao? Cô chú bán đất rồi. Vâng. Ô tô hỏng. Không, bác ơi, em mua ô tô xong em mời thầy đến thì phải làm lễ rồi cúng bái thầy bảo rồi. Cái xe ô tô này không bao giờ hỏng luôn. Tôi nói là tôi nói chú thím hỏng ấy. Tại sao chú thím bán đất mà không tham vấn cha con tôi lấy một câu? Đất cát của ông bà để lại lộc ai người đấy hưởng, mà đất cát nó cứ rộng thênh thang ra, vợ chồng em chả biết làm gì. Châu bò nó cứ vào nó phá suốt. Vợ chồng em mới bán cho nhà bất động sản Mỹ Liên để người ta mở cây xăng. Ui à. Bọn em mới có tiền để mua cái ô tô này chứ. Này, tôi nói cho chú thím biết nhá, tôi đố bố thằng nào mà đến cái đất này mở cây xăng nhá. Thế bây giờ bọn em bán đất cho người ta rồi, người ta làm gì là quyền của người ta chứ. Mà khổ quá bác, tương lai bác cùng với cả cháu sang bên kia định cư ở bên Đài Loan thì còn có ở đây đâu mà lo xăng mới giàu. Tôi còn ở đây một ngày nào thì tôi đố bố thằng nào dám đến cái đất này mở cây xăng mới mở cái trại chăn nuôi. Mà chú thím thử biết tôi là mệnh thủy, chú thím lại kéo hỏa về đây để đun sôi tôi à. Về. Đi về. Thôi, tức là lại bất mãn rồi. Bác uống nước đi. Vâng, vâng. Vâng, bác nước để đợi nó làm thủ tục nhau bây giờ ấy mà. Vâng, vâng. Rồi, mày... Mời ông. Chà, ngon. Chị gửi sếp cái thủ tục đặt cọc 500 triệu. Bố con ông xem đi, đọc kỹ vào rồi ký vào. Con xem cho bố. À thôi, 500 triệu mà không phải xem. Cha cứ ký vào đấy. Ở đây làm việc uy tín lắm, bác yên tâm đi. Ký à? Ký luôn. Tiền không? Nhanh. Rồi. Đúng rồi, được rồi, được rồi. Thế đây nhá, 500 củ của bác ấy. Bác kiểm đi. Mà không phải kiểm đâu mà em đếm kỹ lắm ấy. Ok chưa? Vậy là bố con ông đã nhận đủ 500 triệu tiền đặt cọc. Vâng, 500. Khi nào mà tập đoàn Mai Công Chúa lên hoàn tất thủ tục giao dịch 5-6 đất của ông, tôi sẽ trừ đi nha. Mà tư vấn cho mà bố con bác Mẫn thế này. Bây giờ cái thời buổi này mà mình gọi là mình là cái người có kinh tế mà. Đi hẳn cái xe khoảng 1 tỷ. Chứ còn cái dòng xe mà mua chỉ 500 triệu nó vẫn là gọi là xe cỏ. Thế bây giờ mà mặt mũi bố con bác bất mãn đẹp người ngời thế này mà phải đi xe cỏ thì nó cỏ cả cái mặt ra. Đấy. mua cái loại trên 1 tỷ mà đi. Cha. Con thấy là anh Cóc anh nói đúng ấy. Thế nào? Ê cha xem, ai cũng bảo cái xe 500 triệu là cái xe cỏ. Mà nhà đất nhà mình bây giờ là bán là hơn 4 tỷ. Con đi cái xe cỏ thì nó còn cái ý nghĩa gì nữa, đúng không ạ? Mà nhà mình là không thể thua vợ chồng chú sung sướng được. Cha là trưởng ấy. Anh trưởng nói đúng. Cứ từ từ để cha cân đối đã. Cha, sao cha lại cân đối vào đây? Cứ cân đối tiếp đi. Cân đối kỹ nào. không dám thì xin lỗi. Anh trưởng, sang ngồi bên này. Không có cha cân nhầm bây giờ. Vâng vâng. Thế em xin phép chị Mai Công Chúa. Chẳng nhẽ mình là trưởng thua thứ. Cái lão sung tuổi gì so được với cha. Nó là phận thứ. Phận thứ mà đòi đi xe này hơn trưởng này không thể được rồi. Thôi được rồi. Ây, chị Mai Công Chúa, chị cứ cho tôi vay 1 tỷ. Ây, có 1 tỷ mà cha vũ đau tí. Này, khi nào giao dịch 5-6 đất xong chị trừ đi là vừa. Bố con ông đã biết rõ luật chơi của chúng tôi chưa? Luật gì vậy con? À, tức là bây giờ mình vay tiền thì người ta phải lấy lãi đấy. À, không sao, không vấn đề gì.
đi vay thì phải trả lãi chứ. Anh em họ hàng ruột thịt vẫn phải trả lãi cho nhau đấy. Chứ sao nữa, nếu mình đàng hoàng xong phẳng phải không? Đúng rồi. Vâng. À, thế chị Mai Công Túa này, cho em hỏi là bên mình là vẫn là 2.000 một triệu một ngày ạ? Vấn đề này chúng tôi có cả một văn phòng luật sư tham vấn. Yên tâm. Chuyên nghiệp. Luật sư Cóc. Dạ. Hỗ trợ bố con nhà bất mãn về tất cả mọi thủ tục pháp lý. À, bây giờ này nhớ bố con bác bất mãn nhá. Thực ra là bây giờ là đất thì đã đang phi mã. Thế mà ngân hàng thì người ta đóng giom. Đấy, thế thì lãi suất ngân hàng là nó lại tăng vọt lên. Thế cho nên là bên lĩnh vực chúng em là cũng phải tăng theo. Thế thì bây giờ là ở tại cái thời điểm này thì bên tập đoàn Mai Công Chúa là đang cho vay là 5.000 một triệu một ngày. Đó, đấy thì bố con bác bất mãn cứ cân đối đi. À, 5.000 một triệu một ngày. Vâng. Này con ơi. Dạ. Này. 5.000 một triệu một ngày. Thế 1 tỷ là bao nhiêu? Nó rơi vào tầm 5 triệu một ngày. 5 triệu một ngày. Nó là cái gì đâu? Bây giờ nhá, đất thì nó đang gọi là tăng phi mã, nó gấp thép thế này. Bây giờ trị giá đất của bác nó đang 5-6 đất nó đang là 4 tỷ. Thế bây giờ nó nhân 5 là chết mẹ luôn. 5, 4, 20 tỷ thì 5.000 một triệu một ngày. Nó là cái gì đâu? Muối, nó là cái đinh. Chính xác, nó là cái đinh gì gì. Cái này, giao dịch thành công 5-6 đất ấy, 5 triệu một ngày. Là cái gì đâu? Đúng rồi. Chốt. Vay thêm 1 tỷ. Chị Mai Công Chúa này, khi nào giao dịch thành công 5 cái sào đất của tôi, chị cứ trừ đi. Ok. Hoa hậu Quý Bà Phan Kim Oanh, chị hỗ trợ bố con ông bất mãn hoàn tất thủ tục vay tiền nhá. Vâng sếp. Em mời anh vào làm thủ tục ở phòng kế toán ạ. Rồi tập đoàn Mai Công Chúa Lan này, toàn người đẹp, làm việc chuyên nghiệp phết. Xin nhé chị Lị. Chị Mai Công Chúa. Mẹ bố còn chờ bất mãn này nhé. Em hứa với chị á, chắc thọ được độ 3 tuần là phải bán gấp 5 sào đất. 5.000 một triệu một ngày, thọ làm sao được. Chiều chiều ra đứng tưới cây ngô đồng. Tàng tình. Ô, cho chị mượn cái máy rửa xe, chị xịt cho sếp cái xe ấy. Chiều sếp còn đi có việc. Phụt nhanh lên để cho người ta có đi đón con nhá. Con của em chó đâu mà em đón, đón làm gì cho mất công. Này, bỏ cái thói ăn nói xỏ xiên đi nhá. Này, vòi kiểu gì đấy? Vừa xịt cái đã hỏng. Rồi ạ, mụ với mụ Luân đúng là cái đồ phá hoại. Sờ vào cái gì hỏng cái đấy, đúng là cái đồ trâu trắng. Này, mày bảo ai đồ trâu trắng đấy? Em bảo chị đấy. Chị tát cho mày gái đấy. Chị tát đi. Ai rồi. Thằng khốn nạn. Mày bảo ai thằng khốn nạn. Đánh người ta. Thằng danh con này. Mày bảo ai thằng khốn nạn hả? Tao cho mày ăn hết cái bánh nốt này nhá. Thằng danh con này. Em xin chị. Danh con. Đồ vũ phu. Vẫn người ta ăn cả bánh xe. Các sếp ơi. Này, Lệ Thu. Chị xin lỗi. Đi vào đây. Đó, chị sao không thôi gì cả ngoài. Đi vào đây. Không thôi gì cả. Không thể thấy được. Bỏ ra. Đã xin lỗi rồi còn gì. Lỗi cái gì? Cái gì đấy? Dạ, báo cáo hai sếp. Con mụ lụa này nó hành hung em. Khổ quá, cái mụ này cứ gặp nhau là chạch chẹt đấy, có vấn đề gì? Dạ, báo cáo sếp ạ. Em đang rửa xe, thế mà con mụ lụa này nó hành hung em ạ. Nó hành hung thế nào? Dạ, em đang cầm súng, em bóp thế này thì nước đang phọt ra mầm ấy. Thế mà con mụ lụa nó sờ vào một cái tắt luôn. Thế xong mũi còn đèo xíu, còn hành hung em, còn bóp cổ em, dúi đầu em vào lốp xe, bắt em ăn bánh. Khi em lè lưỡi ra mới buông tay ra đấy. Tổ sư, cái này nó hỏng sẵn rồi. Người ta vừa sờ vào cái, nó hỏng luôn.
chứ ai muốn. Không, nhưng mà không. Thế rồi cũng chẳng chuyện nhau. Sếp Cóc này. Dạ. Có mỗi cái máy rửa xe nó tậm tịt bao lâu rồi, sao không mua cái mới xịn xịn nào, để chị em lại phải cãi nhau thế. Khổ quá, em báo cáo sếp là đây, em mua liền một lúc hẳn hai cái máy rửa xe King Blue nhá. Bảo cái con mẹ Thu này mà mang ra mà dùng, suốt từ hôm nọ nó bài có dùng đâu. Thế bây giờ kêu cái gì? Rồi, sếp ơi, thế hóa ra đây là cái máy rửa xe á? Chứ còn gì nữa. Em lại cứ tưởng là cái máy gì, em không dám sờ vào. Ủa ôi, nhìn sang xịn mịn thế. Đây là cái máy rửa xe công nghiệp King Blue nhá, 2400W. Tôi bảo bà dùng từ hôm nọ, bà cứ vứt ở đây. Kêu cái gì nữa? Ôi dồi, súng này bóp thích thế. Tôi nói cho bà biết nhá, bà rửa bằng cái máy lẩm khẩm kia phải mất 2 tiếng mới xong cái dàn xe này nhá. Trong khi đấy bà dùng cái máy rửa xe công nghiệp King Blue này nhá, bà chỉ rửa trong vòng có 20 phút là xong hết. Bảo từ hôm nọ dùng cái cho nó nhàn, cứ không nghe là còn kêu. Sếp quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên chức và người lao động thế này, chúng em được nhờ quá. Dạ, thế em bóc tem nhá. Mang cái mà dùng đi. Này, hàng mới, làm tí nhá. Chẳng làm. Này, bà lụa sách cho tôi cái máy King Blue đây cái. Dạ, em báo cáo sếp Mai công chúa là em mua tặng sếp cái máy rửa xe King Blue. Cái máy này nó gọn nhẹ, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Để sếp về, sếp cho lính tráng nó rửa xe, rồi rửa sân, rồi rửa vườn, rửa nhà, rồi tưới cây. Tiện lắm. Nhìn nó bé thế này có nhiều công dụng nhờ. Úi dồi, nhiều chức năng, nhiều công dụng lắm. Này, luật sư Cóc mua cái này ở đâu đấy? Có cái nào nó bé hơn nữa không? Ôi ơi, hàng của King Blue này thì cứ ra các đại lý của người ta là có hết đấy mà. Hoặc là lên cái website kingblue.vn. Loại gì cũng có luôn. Mà sếp hỏi gì ạ? À, tính hỏi để lấy một cái nhỏ nhỏ cho ông bà già. Nó nhiều công dụng thế này, vừa tiện là rửa xe, lại còn rửa cả sân vườn tưới cây nữa, thì ông bà thích quá. À, ui dồi, tưởng gì chứ, biếu ông bà gì. Thế này, để ngay ngày mai em ra đại lý của King Blue, em làm một cái máy rửa xe ở King Blue. Ui dồi, gọn gàng lắm, nó như cái đài cassette thôi. Tất cả các máy rửa xe ở King Blue đều có tiêu chuẩn kháng nước IPX5. Đấy, tức là không bao giờ rò rỉ điện. À, cho các cụ dùng nhá, rất là an toàn luôn. Yên tâm quá rồi. Quá yên tâm rồi. Giúp tôi nhá. Trong tay không tiền đợi mấy ai thương, nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét ngang. Ba đêm ngao ngát thở đài, nhìn đến mà hỏi ông trời. Đang hát đấy, hát xong là hết cơn điên luôn. Cháu này, cháu ăn thạch đi. Thạch Long Hải này tốt lắm, trẻ con ăn tốt lắm đấy. Ừ, con kháu quá nhỉ. Mẹ đẹp con khôn. Này, bác hỏi thật nhá, Di gà mong lâu chưa? Dạ chẳng giấu gì bác, hai mẹ con nhà con gà mái nuôi nhau cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi cơ à? À, chắc ngoại tình, không kịp chùi mép để chồng nó bỏ chứ gì. Sao bác lại nói thế? Cháu không phải là người như thế đâu ạ. Tôi biết thừa, xinh đẹp như thế này, hồng nhan bạc mệnh. Này, chân thì dài nữa. Ôi dồi, cái bọn đàn ông lắm tiền nhiều của nó mà đi nuôi dụ dỗ à, không đừng được đâu. Mà chả tội đếch gì nhỉ? Không phải đâu bà, do bố con hay cờ bạc rượu chè, lại còn ngoại tình nữa. À, hóa ra cái thằng ngu thế á. Ôi dồi ôi, thằng bố mày ngu, vợ đẹp con khôn mà lại thế á. Tông môn cái thằng bố này. Dạ thôi, hôm nay chắc anh không tỉnh được đâu bác ạ. Mẹ con cháu xin phép lúc khác đến. Này này, im này là tỉnh rồi đấy. Sắp xa rồi đấy, cháu ở đây đợi nhá. Hả? Đây đấy, đấy, nó tỉnh rồi. Hả? 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 Chả bố mày chứ. Nạ thật nhỉ, cứ cách cái cơn nhiên là lại hát hơi sổ mũi. Thế đếm tiền cho U xong chưa? Con đếm rồi, đếm đi đếm lại vẫn chỉ đủ 1 tỷ. Mà này, sao lại mẹ con nhà nào giống như là Thoan Nhiễu phải không? Ôi, con lại nhầm rồi. Mẹ con nhà cô Hạnh đến mời con đi hát ấy, con có đi không? À, hóa ra là mẹ con nhà cô Vân Hạnh gì? Ừ. Rồi, này, riêng về Bolero là tôi nhận lời. Đấy. Còn ngoài ra nhé, là hát miễn phí.
không lấy tiền, bởi vì đang có 1 tỷ rồi, không cần cái gì hơn. Dạ hôm trước ông sếp em ông nghe anh em mình hát song ca ở ngoài chợ đất ấy. À nhỉ. Thế là ông ấy rất là thích giọng hát của anh. Ông ấy cứ lằng lặc bảo em là phải mời bằng được anh về nhà ông hát cho ông nghe. À nhỉ. Nhưng mà em bảo ông là anh bị điên, ông không tin ạ. Mà cô nói cũng phải đấy. Hay thôi, tốt nhất là mời cái thằng Chiến Thắng ấy. Hôm nọ tôi nghe nó hát bolero, giọng tenor hay quyết nhé. Tôi sợ mời tôi đến chẳng may đang hát nên con điên mất tư cách, nhìn con người nó hèn. Con ơi con nhận đi, rồi U đưa cho con 1 tỷ, con đếm là con khỏi điên ngay. Này, nay mai U giao nhà, xong U con mình sang nhà cô Hạnh ở nhờ. Thế xong rồi U mua cái nhà thật to này, U chữa cho con khỏi điên, mua cái nhà thật to này. Thế xong rồi U lấy cho con một con vợ, nhá. Chết mẹ, lại đi con điên rồi. Xe ta băng qua bằng dặm đường, mà làng quê ta băng qua mà suối đeo đồi nương, mà xe ta băng qua mà chiến trường. Ôi chả phải gấp chết. Xuống xe rồi con. Vâng. Xuống đây. Phim. Ôi xoài ôi. Xe mới. Mà anh cả đóng thế để hỏng bố xe còn gì. À, vâng. Dạ. Cha con mình vào quán bé bi kiếm cái gì chả háo quá con. Vâng. Cha con bác vào đi uống nước nữa nào. Úi dồi. Bi ra cho cha con anh vị thầy cốc Long Hải. Ăn cho nó đỡ háo. Vị Long Hải à? Có ngay con. Ăn cho nó mát ruột. Đây, thạch Long Hải đây. Đấy. Mời bác. Ô này, ô cha con bác vẫn chưa tậu xe ô tô à? Em tính đến ngày hôm nay là làng mình có đến hơn 100 cái ô tô rồi đấy. Đây này. Ô tô đây này. Úi giời. Ôi trời. Sao lại 1,5 tỷ chạy ném giữa đường đấy ạ? Ném là ném thế nào? Đấy là cái chỗ đỗ ô tô của cha đấy. Úi giời. À thế ạ. Anh trưởng. Dạ. Anh dê cái ô tô 1,5 tỷ vào đây cho cha. Vâng ạ. Ôi. Ô tô đấy, 1,5 tỷ đấy. Này, ui, nhà bác tậu xe những 1,5 tỷ cơ á. Mũi. Chuyện này, nhà cháu làm sao phải đi mấy cái xe tầm trung như nhà sung sướng ạ. Tuổi gì? Anh trưởng nói chi phải. Và... cả làng bung lụa chả nhẽ nhà mình không bung, đúng không? Và... đấy, như nhà em ấy là vừa mới cho 30 mét đất lên đường rồi đấy. Và... bán thời điểm này là đúng. Bác này. Thế cuối cùng là cha con bác là vẫn bán đất để tậu xe ô tô đúng không? Dạ. Yeah. Mi già ơi, thằng nào bán đất cái thời điểm này, thằng ấy ngu như bò à? Chuẩn. 6-7 tháng nữa, đất nó nhân lên 4. Lúc đấy, khối thằng tức nổ đom đóm mắt mà học bảo gồm vậy. Dưỡng ơi. Dạ. Cha cứ nhìn cái cây thiên tuế các cụ để lại cứ hết cả mắt rồi. Xong. Chiều con đi họp lớp, con lôi mấy chục tạng về. Ui giời, cây tạ rưỡi gì? 2 tạ đi, phút mốt xong. 10 cái mồm mà nó lù loa như thế, cả làng biết rồi. Lỗ hết thiên cơ rồi. Xong. À, cái thằng ôn toại bạn con ấy, nó mới đi Hàn Quốc về. Nó mở cái xưởng cơ khí to đùng. Có rất nhiều những cái tời nâng hạ. Cha không phải suy nghĩ làm gì cả. Nó là cái gì? Thôi, tí nữa về nhà con trình bày sau. Ôi trời. Cứ nói chả biết cha là sốt ruột bỏ mẹ. Nó là cái gì? Quá rồi, nhưng mà bây giờ ngồi cạnh cái trung tâm truyền thông này nói cho nó lỗ hết trên cơ. Được. Thằng này thông minh ra đấy. Cái mồm con mụ mi già này nó mà loan báo cả làng biết. Cha ăn đi rồi mình về cha. Em này, ông ngoại em ấy bảo là tại vì em giống bà ngoại em, thế là ông em ghét em, xong rồi còn ghét lây sang cả anh ấy. Tại vì ngày xưa bà em từng cắm sừng ông em đấy. Bà em cắm sừng ông em thì liên quan gì đến anh?
để em kể cho mày nghe. Tại vì cái ông lái máy cày người tình của bà em có gương mặt giống y hệt như anh. Thảo nào, ông em ghét anh thế. Mà cũng may ấy, là anh xin việc cho em ở Trang Sức Huy Thanh rồi. Thế là ông em mới cho anh ở lại chơi đấy. Uầy, cứ nghĩ đến ngày được làm việc ở Trang Sức Huy Thanh, đấy vừa lịch sự, vừa sang trọng, vừa chuyên nghiệp nữa. Không biết mấy nữa chúng mình cưới nhau, em hôn nhân ở đấy có được giảm giá không ta? Em mà làm việc ở đấy nhá, đến mùa cưới ấy, chắc chắn sẽ được giảm giá, mà còn được giảm giá mạnh đấy. Em này, ông em bảo anh phải xin được việc cho em, thì ông em mới cho anh quan hệ với em đấy. Này, anh nói cho chính xác nhá, ông em chỉ cho em đi lại với anh chứ không phải cho em quan hệ với anh đâu đấy nhá. Không, chính ông ngoại em bảo thế mà. Có phải ông em bảo thế thật không? Thật. Thế thì chỉ được quan hệ bằng miệng thôi đấy. Thế mà từ nãy bảo cho hôn cái cứ im thít thôi. Thì người ta không nói gì thì phải tự biết chứ. Không hôn thì nhịn. Ôi, này, từ từ, anh bảo đã. Anh xin lỗi. Thì bây giờ hôn nhá. Chỉ hôn đi còn gì nữa. Nhưng mà em phải nhắm mắt vào chứ. Nhưng mà đây không quen nhắm mắt. Thì hôn nhau cứ mà ở mắt trừng trừng đấy á. Thế thôi không hôn nữa thì thôi. Ờ thì trừng hôn. Anh ơi. Hả? Má. Anh ơi má. Anh kia kìa. Đâu? Làm gì có ai? Má nào mà má. Ê, em ơi, sao váy em ướt thế? Có mùi gì ấy? Nhỉ? Anh ở dơ thật đấy. Anh đái ướt hết cả váy em rồi đấy này. Anh đái á? Thì chả anh còn ai nữa. Anh có đái đâu. Quần mới khô ròn mà. À, đái đâu làm gì có giọt nào. Mà, cháu ơi, không phải cháu, cháu lại mà. Không phải cháu, cháu lại mà. Ôi, hai cái đứa này. Cháu lại mà. Này, 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 này. Này, chúng mày lấy ai mà chúng mày lấy như thế sao thế hả? Ông mày vừa mới về, vừa đi uống rượu về mới chợp mắt được một tí. Chúng mày cứ ru rít lên thế thì ai mà ngủ được hả? Bà, cô ma của ma, em ma. Đâu, ma đâu? Đây đây. Ma đâu, ma nào? Ma nào? Ma, cô ma mà. Ôi trời ơi, lớn đùng thế này mà còn tè dầm à. Cả con này nữa này. Bà ơi. Cái gì? Bà. Tiền sử chúng mày, làm bà mày cười vãi đái cả ra quần rồi đây này. Thôi thằng kia, đi về đi để cho nhà tao còn đi ngủ. Đi về đi. Về đi. Ôi giời ơi. Nhảy thế, đụng đi đi. Em quên. Mày, chùi cái mặt đi, chùi kinh quá đấy. Ôi, anh cả này, chùi thế nào được. Đã xong đâu mà chùi. Vâng,
Con ơi. Dạ. Tình hình như thế nào? Cút hết vào nhà rồi cha. Và công nhận kế hoạch của cha hay thật đấy. Bà cháu nhà con Liễu chạy vãi cả ra vườn. Thế được. Vãi ra quần là còn may đấy. Trông vợ anh cả thế này, nhìn thấy trời có khiếp vỡ mặt luôn. Này con này. Dạ. Bây giờ nhá, con ấy cứ vào nhà lão ấy, đứng trước cửa. Khi nào cha với là anh cả chuyển được cái cây này sang bên này, dạ, cha sẽ gọi. Dạ. Nhá. Xuân lệnh cha. Ấy. Thế đấy. Đi từ từ thôi. Ui giời, ui giời. Trông nhảy kìa. Cái này vợ anh cả được việc ra phết đấy. Vâng. Ui giời. Trông nó nhảy cứ như là hồ tinh xuống núi. Anh cả. Dạ. Sang cha bảo. Dạ. Sao? Đây này, trong cái tời nó bé như cái phích gì thế này thì làm sao nó nâng được cả cái cây này chuyển sang bên này để mình trông. Trời ơi, phí cái công sức của cha hì hục đào suốt từ tối tới giờ. Ừ thì cha ơi, cái tời nâng Kenbo này trông như thế này thôi nhưng mà nó có khả năng nâng được cả một cái cỗ máy ô tô nặng mấy tạ đấy cha. Thế á? Vâng, thôi bây giờ cha đứng gọn vào con nâng cho mà xem. Làm sao nào? Vâng. Tai nhá, bé tí thế này mà nâng được á. Cha nhìn thế này. Ừ. Đấy. Được đấy. Tin đến đấy. Được rồi. Được. Cao tí nữa. Cao tí nữa. Ừ. Vâng. Rồi. Được. Chuyển sang chỗ bên trong đi. Vâng, sang đây ạ. Chỗ này biết dưới đất rồi đấy. Đi em du luôn. Đấy. Xuống nha, xuống nha. Xuống. Hạ xuống, rồi. Xuống. Rồi. Hạ xuống. Rồi. Hạ xuống nữa đây. Rồi. Lên tí rồi. Lên. Nào hạ xuống. Hạ xuống. Lên cỡ đi. Lên cỡ chưa? Hết cỡ rồi. Ôi trời tài. Xin đâu ạ. Cái tời này tài cất đấy. Vâng. Con ơi. Dạ. Cái tời nó bé như cái phích như thế này mà nó nâng được bao nhiêu tấn. Chạy êm do. Tiếng động bé tí đi. Được đấy. À này. Chắc là anh có bạn ở bên Hàn Quốc á, gửi về tặng cái tời này chứ gì? À không ạ, cái tời nâng Kenbo này là của Việt Nam, chứ còn tời Hàn Quốc á, tuổi gì? À, thôi, bây giờ hai cha con mình lấp chỗ này đi rồi cha cho con vợ con nó về đi, không nó rét quá thì mưa. Thôi rồi nào, lấp đất, nhanh, khẩn trương lên. Không nó phát hiện ra để mê mệt đấy. Hôm nay còn sổ đỏ sổ hồng cái gì nữa? Chúng mày vào hết cả trong kia, ngay ra chửi. Dạ. Mày là đồ ăn hại. Tất cả chúng mày lũ ăn hại. Hôm nay đó. Dạ. Công việc chưa đâu vào đâu, ông ngồi đây hưởng thụ sướng nhá. Chị Mai công chúa hôm nay làm thao nhỉ. Em ăn cả mỗi cái thạch nhưng mà chị cũng bảo em hưởng thụ. Em đang đau hết cả đầu đây này. Đấy, cho chị em đánh tráng thì lùng sục khắp nơi. Chỗ nào cũng sục. Thế mà vẫn chưa ra danh tính được con mẹ Trương Mỹ Liên. Mà này, chị biết là nó rất giàu. Tôi muốn được giàu thế chứ này. Nếu mà cứ tính theo cái gọi là cái tờ lăm lét ấy thì nhá, nối vào nhau nhá, nó phải dài từ mặt đất cho đến tận cung răng. Thế mới kinh. Bằng mọi giá mày phải truy tìm bằng được danh tính con mụ đấy cho tao.
không thể để nó tung hoành ngang dọc như thế được. Cứ miếng đất vàng đất bạc nào của mình là nó nâng tay trên luôn. Phải nói tông môn cái con mẹ này nó khiết thật đi. Tập đoàn mình là cứ gọi là đặt cọc ở chỗ nào rồi nó vụt chỗ đấy. Tập đoàn mình đặt mấy chục nốt rồi toàn đất vàng ấy, mà mỗi cọc là 1 tỷ. Thế mà không hiểu tại sao nó lại xui được người ta gọi là quay cọc của mình, nó đền cọc 1 tỷ mới kinh. Thôi chết, không cần thật nó đớp nốt năm sào đất là bố con đất mã đấy. Chúng nó đã tính là trạm dừng nghỉ. Chị Ma công chúa yên tâm, đất nhà nào với đất nhà bất mãn thì cứ vô tư đi. Bởi vì bố con nó đang quay của mình 1,5 tỷ. Thế bây giờ cả gốc cả lãi bây giờ nó gần 4 tỷ rồi, thì có quay xe vào mắt. Đi mồm đi, đừng có chủ quan. Đất nó x4, x5 lên 3,5 tỷ không là cái gì đâu. Văn phòng nó ở đâu? À, này con Nga Tây, thế tên hôm trước mày bảo văn phòng Trương Mỹ Liên nó ở chỗ nào nhỉ? Ngôi nhà hoang ở cạnh dự án Queen Winstar. Con này bí hiểm thật. Chúng mày, dạ, nghe rõ đây. Cho dù con đấy nó có giúp ở tận 8 tầng địa ngục hoặc nó có leo lên tận 9 tầng mây, chúng mày cũng phải lôi nó ra bằng được cho tao. Nếu không, chúng mày chết với tao. Chị Mai công chúa hôm nay là một thao nhỉ. Cha, con chưa hiểu tại sao mà cha đi mua cả một cái dao mổ trâu về để thịt gà. Ê, cha sắm cả một cái cẩu xoay Kenbo chỉ để lại cẩu mấy cái cây ngô là như nào hả cha? Đúng là các cụ nói cũng có sai bao giờ. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Anh trưởng, dạ, non và ngu lắm. Ok cha. Này, dạ, cha sắm cái cẩu nâng Kenbo này để làm việc lớn chứ đâu có phải chỉ nâng một cái ngô. Này, dạ, con nó vận hành tốt chưa? Dạ rồi ạ, dễ ợt mà cha. Thế hả? Thế giờ bây giờ con ở trên, cha ở dưới nhá. Vâng. Tiên sinh mình khó hiểu nhỉ. Thế tóm lại là mua về để cẩu ngô hay là không phải để cẩu ngô nhỉ? Khó hiểu quá đấy. Cái gì thế này? Mới có 5 sào đất thì chỉ đủ mỗi cái cây xăng thôi. Thế còn cái bãi đỗ xe của tôi đâu? Dạ, hai cậu đi đàm phán ngay với nhà này, cộng thêm hai nhà xóm bên cạnh nữa, mua hết đất cho tôi, để tôi còn triển khai cái trạm dừng nghỉ nữa. Dạ vâng thưa sếp, em sẽ triển khai ngay ạ. Em xin phép ạ. Dạ sếp ơi, sếp cầm giúp em chút ạ. Lắm mới chả ăn. Được rồi, con ơi. Dạ. Con bó này là bó cuối, nâng lên đi con. Vâng, lên nhá. Kéo lên. Trời, quá xịn. À này con ơi, trời mưa gió như thế này, nhớ che cái cẩu xoay Kenbo vào cho cha nhá. Vâng, cha yên tâm ạ. Ừ. Chào bác. Vâng. Chào anh. Vâng, chào anh. Bác ạ. Bác ơi, cho hỏi, đây có phải nhà bác mãn bất hay là bất mãn phải không ạ? Mãn bất, bất mãn chính là nhà này. Các anh hỏi gì? Bất phía trên, mãn phía dưới, hỏi gì? Dạ, cháu là Thanh, còn đây là anh Ngọc Anh, sếp của cháu ạ. Chúng cháu bên công ty kinh doanh bất động sản. Gia đình nhà mình có nhu cầu cần bán đất phải không ạ? Có. Muốn bán đất. Nhưng mà chỉ có thằng điên, thằng hâm, thằng dồ nó mới bán ở cái thời điểm này. Dạ. Vì đất nó đang lên. Này, các cậu 5-6 tháng nữa quay đến đây thì mới nói chuyện được với tớ. Cha ơi, cha ơi, con vừa nghiên cứu cái tời nâng Kenbo CC600 này, hay lắm. Có thể nâng tối đa là 600 cân. Thế con này nhá, siêu êm, siêu bền, siêu nhanh. Đấy, tốc độ là 48 m/s. Mấy cái thằng cha xây dựng mà có cái em này á,
Giờ nhàn tênh luôn. Anh không cần phải xui tôi. Tôi đã tìm hiểu kỹ mấy anh xây dựng rồi. Anh ấy cực kỳ thích cái tời Kenvo này. À thế ạ. Lạ nhỉ. Nhà bác lại trồng ngô ở trên nóc nhà cơ à. Chuyện đi. Tôi trông các anh có vẻ hiện đại, nhưng mà cổ hủ lắm. Các anh có biết thế nào là vườn treo Papillon không? Dạ. À, tôi trồng ngô ở trên đấy chủ yếu là để cho nó mát mái. Với lại mấy hôm nữa cái đoàn dự án họ về họ thống kê mỗi cây ngô được đền bù 5.000. 5.000 thì bỏ bèn gì hả bác? Trồng cho nó mất công. À bác ơi, sao bác không xây thêm một tầng nữa mà trồng thêm ngô nữa? Đền bù có được nhiều tiền không? Đầu cái anh Thanh này có đạn nhỉ. Đó. Này, cái ngô đền bù nhầm nhỏ gì. Quan trọng ấy là phải đền bù cái cầu xoay Kenbo kia kia. Cái đấy nó mới giá trị. Bác ơi, bác xem lại thế nào chứ, cái cầu xoay Kenbo đấy không được đền bù đâu. Cái gì mà không được đền bù? Tôi quy định nhá, cái gì mà nằm trên đất nhà tôi phải đền bù hết. Đúng. Các cậu nhìn kìa. Đấy, tôi vừa mới trồng 500 cái gốc mộc hương. Tôi nhập vào có 30.000 một cây thôi. Ai mà đụng vào đấy nhá, 5 triệu một cây. Cho nên là các anh không nói chuyện được với tôi đâu. Chưa có tuổi nói chuyện với tôi. Bây giờ cứ về đây, 5-6 tháng nữa đến đây thích nói chuyện thì tôi nói chuyện. Thôi đi về. Thôi về thôi. Chào bác nhé. Tuổi mua đất thì người khác chứ không đến các cậu đâu. Đây đây, đi vào đi ông. Xem đúng chỗ này chưa? Thì 287 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội đây, đúng rồi. Thế đi vào thôi. À, hay là thôi, bà cứ vào lấy đại đi, để tôi ở ngoài trông xe. À, thế đi mua nhẫn cưới, ông không vào xỏ thử thì làm sao mà biết được tay ông vừa hay là không? Bà cứ vẽ đi. Cứ ngày xưa lấy nhau ấy, hàng xóm láng giềng thì chả bảo là cái cặp vợ chồng như này không hợp đôi vừa lứa ấy, vậy mà lấy nhau về thì vẫn vừa khuyết mới thôi. Đúng rồi, đang nói chuyện nghiêm túc ví vòn vớ va vớ vẩn. À nhưng mà thầy bà nhờ ông bảo vệ ông vào sỏ giúp tôi không? Ồ hay, thế ông là chồng tôi hay là ông bảo vệ là chồng tôi? Mà tôi lấy ông gần 40 năm, tôi đã được cưới bao giờ đâu, đã được mặc váy cưới bao giờ đâu. Mà thầy thôi nhá, lấy nhẫn cưới thì được, mà không có váy bướm gì đâu đấy. Ngươi già rồi, bây giờ thì mặc váy vào thì hàng xóm láng giềng người ta cười cho đấy. Thì tôi mặc áo dài được chưa? Biết thế này thì không giàu cho nó xong. Tự nhiên bây giờ mỗi khi hình dung là hai cái khuôn mặt này mà tự dưng làm cô dâu chú rể thì gấp với thằng MC nó lại cứ hô là hôn nhau đi, hôn nhau đi, gấp kinh bỏ bà. Đi vào. Nhưng mà này, tôi nhắc lại đấy, bà là trơn mồm lắm đấy. Vào trong đấy không phải gặp ai cũng mời đâu đấy. Thì ở đây thì quen biết ai mà mời? Chứ cái thằng lông gà lông vịt thì không quen biết gì mà cũng mời. Nó mua hàng của nhà mình mấy lần rồi, khách hàng thân thiết thế mà ông lại bảo là không quen. Mua lông gà lông vịt mấy lần rồi gấm thảm như mõ ấy. Đi vào. Huy Thanh xin chào ạ. Cháu ơi, cho bác hỏi, có cây liễu nhà bác nó làm việc ở đây không cháu? Dạ có đấy ạ. Liễu ơi, có khách này em. Ôi, ông bà. Cháu chào ông bà. Ôi, bà không nghĩ là con lại được làm việc ở cái chỗ mà nó sang trọng thế này đâu con ạ.
Sao bà nay đến đây mà không báo trước cho con tiếng nào vậy ạ? Bà muốn bất ngờ cho mày. Mà này, bà già thế này rồi mà bắt ông tổ chức đám cưới đây này. Ôi thế ạ, ôi vui quá. Con xem cô cái cặp nhẫn cưới nào phù hợp, con chọn cho ông bà đi. Anh Sấn, anh giúp ông bà em chọn một cặp nhẫn cưới đi. Ông bà cưới chọn trang sức Huy Thanh là đúng rồi đấy ạ. Nhân dịp chào năm mới, Huy Thanh giảm giá 25% cho tất cả các mặt hàng trang sức nhẫn cưới đấy ạ. Đấy, ông thấy hên chưa? Đúng lúc mình cưới thì được giảm giá. Này, con cứ chọn cho ông bà cái cặp nào mà mới nhất, hiện đại nhất, sang trọng nhất và trẻ trung nhất. Ôi dạ, cái gì đấy? Ông già rồi mà để chọn cặp nhẫn cưới mà để trẻ trung nhất, thời trang nhất thì rồi bà lại chuẩn bị có ý định mặc váy nữa đấy. Ông ơi, xong cổ hủ thế ạ? À? Càng trẻ trung, càng đẹp thì càng lịch sự thì sao ạ? Em bảo này, hay là mình chọn cho ông bà một cặp nhẫn cưới giống hệt của mình đi. Ông bà ơi, con có ý kiến như thế này ạ? À? Bọn con sẽ chọn cho ông bà một cặp nhẫn cưới giống cặp nhẫn cưới của bọn con với anh Sấn ạ. À. Ừ, hay quá. Thì mình là một gia đình mà. Ừ, thế là cả nhà nhà ta đều đeo nhẫn cưới gọi đồng phục Huy Thanh đấy. Em chào sếp ạ. Chào sếp ạ. Giới thiệu với sếp, đây là ông bà ngoại của em ạ. Ôi ông bà em trẻ thế. Chào chào hai bác ạ. Chào. Bác đến thăm em đi ạ. Dạ không phải ạ. Ông bà em đến để chọn nhẫn cưới đấy ạ. Hai bác giờ mới cưới ạ? Chả giấu gì cậu, ngày xưa chúng tôi còn bé thì hai bên gia đình là đã hứa gả cho nhau rồi. Nhưng mà đến lúc lớn là chúng tôi cứ tự ở với nhau, chứ đã được cưới xin lần nào đâu. Ôi, thế này Liễu ạ, em phải giảm giá cho ông bà em 30% thôi nhá. Ui rồi. Em cảm ơn sếp ạ. Thôi thì tôi có đứa cháu gái đã làm việc ở đây. Cũng rất mong là anh cùng tất cả anh em trong công ty là nâng đỡ cháu đó. Bác yên tâm, em Liễu tuy là nhân sự mới nhưng mà em ý làm rất là tốt. Ở Huy Thanh thì từ cán bộ cho tới nhân viên, bọn cháu đều coi nhau như là người trong gia đình. Ôi thì tốt quá, người trong gia đình. À thế thì nhân tiện là 16 tháng giêng, vợ chồng chúng tôi tổ chức lễ cưới. Trân trọng mời anh cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên của Duy Thanh này về nhà tôi ăn bữa cơm, chúc mừng cho vợ chồng tôi. Hình hòa quá. Cháu sẽ đại diện cho Duy Thanh về dự đám cưới của hai bác. Chúc hai bác hạnh phúc ạ. Cháu xin phép. Vâng, cảm ơn anh. Cái ông này vừa mới quen người ta mà đã mời. Bà không nghe người ta nói đấy à? Như một gia đình, không mời người ta lại trách. Dạ, để cháu lấy nhẫn cho ông bà xem ạ. Dạ, đây ạ. Đưa tay thế nào? Úi giời. Tường bao, cô ý kín cái 5 sào đất này cho tôi. Vâng ạ. Nhưng mà nếu mà mình xây mà tường bao mà cao 15 mét ấy, thì liệu có cao quá không sếp? 15 mét tôi còn sợ thiếu đấy. Tôi còn tính xây 17 mét ấy. Ui sếp ơi, nếu mà sếp xây 17 mét ấy, thì nó cao bằng lóc nhà nhà hàng xóm này. Mà thằng cha này nó khó tính lắm. Ngọc Anh. Dạ, sếp của em ạ. Tôi tưởng là các cậu đã làm việc xong xuôi với nhà bên kia rồi cơ mà. Sếp ơi, cái ông nhà bên đấy khó tính lắm sếp ạ. Ông ấy nói là giá đất vẫn đang lên, ông ấy vẫn chưa muốn bán sếp ạ. Ngay ngày mai nhá, các chú sang đàm phán lại cho anh. Cho lên thoải mái, bao nhiêu tiền cũng mua. Ok sếp. Ôi, úi giời. Chú Đạt đến rồi đây rồi. Chào chú. Này, chú làm ơn cho tôi hỏi cái bà Trương Mỹ Liên là ai mà nhiều tiền như thế, gấp bà mua bao nhiêu đất mà chả thấy bà xuất hiện gì cả. Sếp cháu cũng bận, hơn nữa đất ở đây giá trị cũng không cao, cho nên là sếp cháu cũng ít quan tâm. Chứ còn ở trong miền Nam á, bao nhiêu đất vàng là của sếp cháu tất đấy. Ủa thế à? Nhưng mà này, tôi cứ thắc mắc mãi này, rõ ràng bà ấy trả đủ tiền đất cho tôi rồi mà tôi với bà ấy chả quen biết gì nhau, bà ấy có cho tôi thêm 1 tỷ trả lại bà ấy, nhất khoát bà ấy không lấy. Ôi chú ơi, sếp cháu có tận mấy cái ngân hàng cơ. 1 tỷ không là cái gì hết, chú cứ tiêu tiệt gà đi. Thế à? Vâng. Sếp cháu cứ thích ai là cho người đấy. 1 triệu đô còn cho được 1 tỷ đã là gì? Đã là cái gì? Khả năng là sếp cháu thích chú rồi đấy. Thế thì thích nhỉ? Giá mà trên đời này nhiều người giàu thích mình như thế này thì thích nhỉ? Giá như có 1 tỷ người mà thích mình
mà toàn những người giàu thích mình. Mỗi ngày người ta thích cho mình 1 tỷ thì có nghĩa là mình có 1 tỷ tỷ, thì chả mấy mình lại đi thích như chúng nó. Này, các người làm cái gì thế này hả? Sao lại ngăn sông cấm chợ trên đất của tôi là thế nào? Bác ơi, bác ơi, đây là đất dự án, mời bác sang bên kia biên giới tao nói chuyện. Chuyện trò gì, biết cái gì mà nói chuyện. Chú Sùng, chú đứng lù lù một đống ở đây mà để chúng nó lấn đất nhà tôi là thế nào? Bác ơi, chúng cháu đã làm đúng theo sổ nhà bác Sùng rồi đấy bác ạ. Dạ, đúng rồi đấy ạ. Đúng đúng cái con khỉ ấy, chúng mày biết cái gì mà đúng. Họ làm đúng đấy, lại được cả chú đấy. Diện tích đất hiện ở trong sổ nó còn gì nữa. Tôi nói cho các người biết nhé, đất này là đất của tổ tiên nó để lại. Mà chính chú bảo với tôi là từ cái cây thiên tuế hất về phía hiếu là đất của chú, hất về phía tả là đất của tôi. Thế đây này, chú trông cái này, nó lấn sang phía tả 1.5 mét rồi đây. Làm ăn như thế mới được à? Làm gì này? Úi giời, cây xăng Trương Mỹ Liên, Trương Mỹ cái đồ điên này. Này này, tao nói cho chúng mày biết nhé, chúng mày mà cứ xây cây xăng ở đây ấy, tao đốt luôn đấy. Cha, cha, công cụ hỗ trợ đây rồi cha. Cha, lúc ấy cha bảo đốt cái gì nhỉ? Đốt cây xăng luôn. Đây ạ, lửa đây rồi ạ, cha đốt luôn đi. Tôi đốt đấy. Bác giỏi bác đốt đi. Chú đừng có mà thách tôi nhá. Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em. Ánh trăng sang người đưa ta vào cuộc chiến mới. Rừng xanh dồn dập bước quân hành. Lửa cháy lên rồi mang tình ta rực cháy. Cháy cây Hà Sang. Nổi lửa lên đi. Cháy. Nổi lửa lên đi. Cháy. Ôi trời, nguy hiểm quá. Nổi lửa lên đi. Cháy. Một ngọn lửa hồng ở trong ta. Một ngọn lửa hồng cháy rồi à. Cháy rồi à. Một ngọn lửa hồng rừng cháy mà. Cháy mà. Ôi cây xăng, ôi cây xăng, cây xăng, cây xăng, cây xăng. Cháy lên đi lửa trên cây xăng. Cháy lên đi lửa trên cây xăng. Cháy lên đi lửa trên cây xăng. Nhà thú trướng cháy cây xăng nữa. Thế sao nhà bác bất mãn này đổ thêm dầu vào nửa thế? Ngao đấy à? Dạ vâng. Ở đây, Ngao ơi. Dạ. Ngao mang thêm loa để tăng công suất, góp vui với bác hả? Đây không phải là loa bác ạ, mà đây là cái máy rửa xe. Đấy, King Blue. King Blue. Rất là hay bác ạ. Nó chạy bằng điện thử. Rất là hiện đại luôn bác ạ. Thế bây giờ cái này nhá, nhà bác là cứ hát nhiệt tình lên, cháy nhiệt tình lên, cháy đến đâu cháu dập đến đấy. Đấy, cứ yên tâm. Nhiệt tình nhá. Vâng, hát đi. Hát đi cháy. Ngọn lửa hồng ở trong ta, ngọn lửa hồng cháy rồi à, cháy rồi à. Ngọn lửa hồng được cháy mãi. Cháy mãi. Ôi cây xăng, cây xăng, cây xăng, cây xăng, cây xăng. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa trên yên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không đâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành, lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi niềm gì. Ôi ta mong ước xa rồi, nhưng đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu. Rơi như nhắc nhở. Ai như con Xoan sung sướng à? Vào đây uống nước nữa cháu. Chào cô ạ. Trời đất ơi, mày đi đâu mà biệt tâm biệt tích thế hả? Lâu lắm cô không gặp đấy. Hồi này sinh ra đi nhá. Thế bây giờ lấy chồng chưa mà đang ở đâu đấy? Cháu lấy chồng rồi cô ạ. Ừ. Bây giờ vợ chồng cháu ở miền Nam. Ừ, đấy, cái tông môn như thằng Ngao đấy, khổ thân
nó cứ chờ đợi mày bao nhiêu năm nay, đang yên tình đấy. Cũng khổ thân anh ấy ạ. Làng mình bây giờ đổi mới nhiều quá cô nhở. Rồi, từ ngày có cái con đường bung lụa kia kìa, thay đổi đến chóng cả mặt. Anh em thì chém nhau vì đất, cha con thì từ nhau vì đất. Thấy bảo bố mẹ cháu với bác Mãn cũng căng thẳng lắm mà. Ôi trời ơi, mấy hôm trước kia kìa, cha con nhà Mãn coi như là cầm dao lùa bố mẹ mày chạy quanh khắp làng. Đấy, anh em đang thân thiết như thế mà chỉ vì có mét rưỡi đất thôi mà tí nó giết nhau đấy. Chính vì thế cháu mới phải vội vàng về đây xem tình hình thế nào đấy ạ. Thôi, cô cho cháu thùng thạch về làm quà cho cái Liễu ạ. À đấy, mà nói đi con Liễu, hình như là cái thằng người yêu nó xin việc cho nó đi bán vàng ở trên trang sức Huy Thanh đúng không? Vâng ạ. Con Liễu nhà mày nó lớn rồi, đến tuổi lấy chồng rồi. Theo cô thì về bàn với bố mẹ là gả chồng cho nó đi. Chứ con Liễu là nguyên nhân chính để cho cái bọn trai làng ấy suốt ngày đánh nhau gầm gừ nhau đấy. Vâng, để cháu về bàn thêm với bố mẹ cháu ạ. Ừ. Này đây, thạch đây cháu, mang về nhá. Vâng ạ, cháu xin cô, cháu gửi tiền ạ. Ok, cháu xin. Sao lại đặt cái biển dự án ở giữa làng thế này? Tốt nhất là các cô đi về đi. Này, chúng mày mới là người phải đi về nhá. Ừ. Sao, vẫn chưa triển khai à? Đứa nào ngáng đường? Thưa bà chúa, mấy thằng này đang bảo mình là đất của họ. Chúng mày cứ theo gốc cây thiên tuế kia mà làm. Phía bên này là đất nhà ông Mãn, nghĩa là của mình. Vào đi. Chị muốn xây tường bao cái gì? Đưa sổ nhà ông Mãn đây. Mày là thằng nào? Này, đây là đất của tổ tiên ông bà các cụ để lại nhá. Không phải trình bày sổ sách với chúng mày nhá. Nghe chưa? Ông Mãn, tại sao không có giấy tờ mà ông không có? Ông đùa rồi đấy à? Hả? Đây là đất của nhà ông Sung. Tao sẽ đảm bảo với ông Sung không liên quan tới chúng mày. Đây là đất của tập đoàn Mỹ Liên nhá. Tốt nhất là các người lượn đi, không là phiền đấy. Mỹ Liên là con nào? Mày ấy, nó ra đây gặp tao. Đừng như chó, như trốn chui trốn lủi như thế. Chị chưa đủ tuổi để gặp bà chủ tôi. Mày hẹn nó đi, ra gặp tao để xem đứa nào đủ tuổi. Chúng mày, triển khai đi. Chị Mai công chúa, chị Mai công chúa. Chị Mai công chúa, nguy to rồi, nguy to rồi. Gì đấy? Người của Trương Mỹ Liên đến, mang có mang hàng nóng, nổ to lắm. Mình né thôi. Hàng nóng à? Đồ to. Chúng mày rút đây. Em ơi, cái xăng Mỹ Liên đâu nhỉ? Cây xăng thì ở đây, nhưng mà chưa xây dựng anh ạ. Xe thì hết bố nó xăng rồi, bây giờ làm nào nhỉ? Máy mày, ở đây gần cây xăng đó. Anh nhìn đến đầu làng nhá, anh rẽ phải này, tiếp theo rẽ trái, đi tiếp 10 km nữa là tới anh ạ. Xa thế nhỉ? Được rồi, cảm ơn hai anh em nhá. Đi. Mày muốn chết à?
Bác Cường à, buổi trưa này bác không nghỉ trưa sao mà sang thăm công trường này? Ông vào đây, thợ của ông cán như cái này làm sao mà lát được gạch, không thể nghiệm thu được. Mà nhất là cái hệ thống cửa trên kia cả tầng 2 đấy, xây lệch lạc như thế, cửa không thể lắp ráp được. Bác nhìn thế nào chứ, thợ của em toàn bậc 9/7 mà bác còn lệch với vinh. 9/7 gì? Tôi làm cai thầu 10 năm nay tôi biết. Được rồi, thế thì em sẽ chứng minh cho bác là em thợ của em nó không lệch. Luân Hề ơi. Em đây. Em mày mang cho anh cái máy cân bằng laser King Blue đây cái. Vâng vâng. Ôi giời ơi. Khổ quá cái thằng này. Máy móc rời này làm sao đo chính xác được. Thế mày hay đánh rơi thế. Mày đưa cái máy cho anh. Đây, em giới thiệu với bác Cường, đây là cái máy cân bằng laser King Blue nhá. King Blue là người ta sản xuất cái máy ra là chỉ để đánh rơi thôi. Đấy, vì nó có cái công nghệ chống sốc, chống va đập. Người ta có chính sách nè, đánh rơi từ 3 mét trở xuống nhá, mà lệch tia là người ta bồi thường cho bác 30 triệu luôn. Thế hả? Thế mà cái bọn thợ nhà em đây nhá, đánh rơi cồng cộc 90 lần rồi, có đánh rơi từ tầng 2 xuống. Thế mà đánh lấy được của họ 30 triệu đấy. Máy bền nhỉ. Úi giời. Này, thế bây giờ em chứng minh cho bác nhá, nó xem có lệch không. Này, mày đo cho anh cái. Dạ vâng. Nhá nào. Đấy, mày đo một khóc kia. Đấy, chuẩn chứ bác? Chuẩn đấy. Đấy, mày dê đây. Mày dê xem là nên đánh lên, bác bảo đánh lên nghiêng trong. Đấy, có nghiêng không? Có nghiêng không? Không. Úi giời. Tìa nét thế này cơ. Úi nét giời. Nét căng đạch đạch thế này. Úi nét căng đét thế này. Mày đưa anh mượn cái máy. Ra đây. Anh ơi, xe bê tông về rồi. Khả năng ra cho thợ đánh luôn anh nhỉ? Mày đánh luôn đi. Không bóc cờ cái bác hay bắt bạ lắm. Dạ. Ừ, đi luôn đi. Đấy, em nói cho bác Cường biết này. Riêng cái tia laser này là ốt lam siêu sáng nhá, được nhập khẩu từ Đức. Độ bền nó đến 10 năm cơ mà. Bền gì vậy? Vâng. Con cân bằng tia laser King Blue này nhá, nó còn có tiêu chuẩn kháng nước IPX5. Đấy, thợ bác nhá, nó có quên ở ngoài trời mưa nhá, cả tháng là vô tư luôn. Đấy. Có khi tôi phải mua cái King Blue này cho cánh thợ tôi dùng. Chứ còn dùng của các hãng khác rơi cái lệch kia ngay. Đúng rồi, em ăn đòn bao năm rồi. Đấy, từ ngày dùng cái con King Blue này nhá, năm nay rồi, nó có vướng cái gì đâu mà nó anh rơi oanh oanh suốt ngày luôn. Thế nào, thế bây giờ bác có cần em phải lên đo cái hệ cửa trên kia không? Không, 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 không. Chú đã dùng cái King Blue này, tôi yên tâm hoàn toàn rồi. Đấy, chứng tỏ mắt bác lệch. Đứng lại! Cái thằng điên kia! Mày đổ đầy xe của người tao! Đứng lại! Thằng gió ơi này! Mày đổ bê tông của tao hết à? Chúng mày bị giá à? Công trường người ta đang thi công, chúng mày giúp đấy làm gì? Mày chết à? Thằng số tôi lại khổ như này chứ. Nhà cửa đang đàng hoàng, tự nhiên bây giờ mất trắng rồi. Lắm mồm vừa vừa đây. Ba đứa bé. Ông ơi, đại ông hết đấy. Này, vợ chồng nhà Dũng Hiệp đi đâu mà rồng rắn lên mây thế kia? Vào đây hỏi thăm cái nào. Ngu lắm, ngu thế phần thiên hạ. Thiên hạ không ai ngu như ông, ngu như chó ấy. Chó nó còn khôn hơn ông. Im mẹ mồm đi, mày bảo ai ngu. Ông bà im mồm đi ông, choảng nhau cả tuần chưa chán à? Người côn khuyên thì không nghe, cứ nghe người dạy. Thôi, đất cát nó là cái duyên. Đấy, nhà chị may mà chuộc lại được mấy sào ruộng, bán đi được hơn tỷ đấy. Mà này, thế quái nào nhá, cái con đường bung lụa nó lại nắn từ nhà chú sang nhà chị. Đấy, nó lại một đường cong mềm mại chứ, may thế chứ. Đấy, cái người ấy mà theo bác từ đầu thì có phải bây giờ nhà em có hơn chục tỷ được không? Mất bố con vợ ngon, đào ao cơ, kinh doanh cá coi cơ, đòi đền bù 3 triệu một con cơ. Bán không ai mua, cho không ai nấy, ăn vào thì sinh bệnh. Ôi giời, này, cá coi ngon như thế thì bệnh tật cái gì? Ôi giời ơi, ngon gì mà ngon hả bác? Lão ấy toàn nuôi bằng chất cấm, cho con cá nó to nhanh, đền bù được nhiều tiền. Ôi giời, thôi chết, nhà tôi ăn cả tuần nay rồi, sao chú không nói gì với chị vậy? Tôi chết rồi, em cho bác để bác nuôi chứ không phải bác ăn đâu. Thế ta ăn hết chưa? Khổ quá, ăn hết những cái con to rồi. Đi khám ngay không là nguy hiểm. Mà em bảo này, nhà có cái vườn bưởi sai quả lắm,
Bác bảo các cháu chiều sang mà vặt, không chiều ngân hàng nó đến nó siết lợ rồi trả vặt được đâu. Thôi thôi thôi, tôi không thèm dây dưa mấy quả bưởi nhà chú. Chắc lại chăm bón toàn chất cấm đúng không? Để cho bưởi nó nhanh to đúng không? Gớm, chú làm nên tôi báu lắm đấy. Mà bác ơi bác, nếu mà có ai đến hỏi vợ chồng nhà em ấy, thì bác đừng nói là vợ chồng nhà em vỡ nợ trốn về bên ngoại nhé. Thôi được rồi, biết rồi. Này, đi trốn nợ thì mỗi đứa mua lấy một áo mưa trùm nó vào nhá. Đi ở nhà thì mua thùng thạch cho trẻ con nhà cậu sĩ, cho đàng hoàng. Làm gì có tiền. Đây, Lửa Mã, mày cứ lấy đi. Bao giờ có tiền giả bác. Này, mang về. Thế bác cho vợ chồng nhà em nợ, khi nào có tiền vợ chồng em trả nhé. Thôi được rồi, đi đi, đây đây, mỗi đứa áo mưa trùm vào. Này, này, trùm vào. Thằng này trùm vào. Đấy. Thế em đi bác nhé. Rồi, đi đi. Năm xào đất đấy mà các ông không bán cho tập đoàn Mỹ Liên của chúng tôi ấy, thì các ông không bán được cho ai đâu. Khổ quá bác ơi. Bên em là chủ trương là bán cho bên bác thì còn gì nữa. Đấy cho nên là mưa gió quẻ cụt này em vẫn phải đưa bác ấy đến tận nơi bác xem mục sở thị mà này. Nhưng mà sao còn chần chừ lâu thế? À, chả là thế này. Chị Mai Công Chúa bên em ấy là chị cũng mong muốn là thôi thì nó được thêm một vài giá nữa gì cho nó hoan hỉ. Thì chúng tôi đã giả gấp 5 lần so với lại giá của các ông thu mua rồi còn gì. Vâng thì cũng biết như thế. Thôi bây giờ này nhá, để cho nó đỡ lằng nhằng, đỡ nó luẩn ngoằn. Thôi thì bây giờ bên bác hỗ trợ bên em thêm một giá nữa. Đấy, cho nó hoan hỉ. Thôi bây giờ như này nhá, để cho nó khỏi lằng nhằng, tôi trả cho các ông gấp 7 lần. Các ông xem chốt việc đi cho xong. Ôi thôi, 7 lần ạ. Úi trời ơi, thế thì quá hoan hỉ, thế thì quá còn gì bằng nữa. Thế thì chị Mai Công Chúa nhà em rồi chị vui phải biết đấy. Này, mà bác ơi, bác cho em hỏi là cái bà Trương Mỹ Liên ấy là bà nào mà sao chả thấy bao giờ bà xuất hiện nhỉ? Đấy nó không phải là việc của con nhá. Bây giờ như này, chốt lại 10 giờ sáng ngày mai tôi sẽ mời tập đoàn Mai Công Chúa Len đến 33 Sơn Đông số 19 Hàn Thuyên để chúng ta ký hợp đồng. Vâng, nhất trí bác. Ok, vâng, thế thì vâng, chốt nhá. Vâng, em chốt luôn. Rồi, vâng, ok. Vâng, em chào anh nhá. Rồi, ok. Vâng. Mãi vớ được con gà to thật đi. Bà My ơi. Bà My, cho xin cái sơ đồ quỹ đất cái. Này này, chú Cóc ơi, tôi bảo này, chú bán cái mảnh đất cho nhà nào mà lãi lên tận x7 đấy. Đất của nhà vợ chồng ấy đấy. Vợ chồng nào? Cái vợ chồng ấy đi. Vợ chồng ấy là vợ chồng nào? Vợ chồng nhà bí mật đi. Vợ chồng nhà bí mật đấy. Làng mình làm quái thì có vợ chồng nào tên là bí mật đâu. Thế bây giờ là nói miếng đất ấy của nhà ai thì mà bà này tuyên truyền là loạn hết giá đất thì bọn tôi thu mua kiểu gì? Giời ơi, gớm chú cứ lo xa. Này, tiếc thật đi. Chị nói thật, vừa chuộc lại được cái mảnh đất của mình xong bán đi, nhân chỉ được có x2. Bút hết rồi ruột gan. Mẹ đất của người ta, đất vàng, đất bạc, đất kim cương, đất của bà, đất nhôm, đất nhựa, tuổi gì? Thì cũng mặt đường đi thi. Mặt đường đi thi. Đông có bao nhiêu địa chỉ? Sao lại hẹn đến đây? Có đúng ở đây không? Chép Cao hẹn 33 Sơn Đông, cơ sở 5, số 19 Hàn Thuyên. Đúng rồi ạ. Nói đâu? Dạ, em không biết. Em chỉ biết là chép Cao hẹn ở cơ sở này thôi ạ. Không cẩn thận, bọn Trường Mỹ Liên nó cho mình leo cây đấy. Gọi thằng Góc đi. Dạ vâng ạ. Alo, phái đoàn mình đã đến cơ sở 19 Hàn Thuyên đây ạ. Sếp đang ở đâu? Em đây chị Mai Công Chúa ơi. Ở đây, đây. Tầng 3. À. Đi, vào đi. À, đây rồi. Em mời chị Mai Công Chúa. Chị ạ. Nào, công sự chúng mình ngồi hết vào đi. Em xin trân trọng giới thiệu với chị Mai Công Chúa. Đây là ông Thành Phước, trưởng ban dự án của tập đoàn
Trương Mỹ Liên. Cho một tràng tay. Vâng, và giới thiệu với ông Thành Phước, đây là chị Mai Công Chúa. Vâng, chủ tịch tập đoàn Mai Công Chúa Len. Và tôi Ưng Hồng Cóc, phó tổng tham mưu trưởng tập đoàn Mai Công Chúa Len, phụ trách về mặt đường lối. Đề nghị phái đoàn ta cho tràng tay. Cóc. Dạ. Người ta cần gặp sao chưa thấy xuất hiện? Dạ. Ông Phước, ông trình bày giúp tôi một cái. Bà hết sức thông cảm. Hôm nay chủ tịch tập đoàn của chúng tôi bận ký kết một dự án cảng hàng không quốc tế nên ủy quyền cho tôi đến ký kết hợp đồng với lại Mai Công Chúa Len. Cóc. Dạ. Mày lừa chị mày à? Đã thế không ký kết gì hết. Giải tán. Ê, không chị ơi, chị ơi, chị bình tĩnh. Dạ báo cáo chị, thằng Cóc này mà lừa chị em làm con chó à? Dạ không, là con cóc ạ. Dạ báo cáo chị, lại em tìm hiểu rất kỹ rồi. Vâng, tập đoàn của chúng ta là không có một cái tuổi gì để tiếp cận với cả cái bà Trương Mỹ Liên ấy đâu ạ. Với cả cái năm sào đất của nhà bất mãn ấy. Vâng, bên họ là họ chấp nhận là lên đến X7 rồi. Sáng nay mày bảo tới X3 mà. À đấy là buổi sáng, đấy còn cái X7 là em vừa đàm phán được với ông Phước xong. Nhờ ông Phước nhỉ. Chúng tôi đang rất quan tâm đến 5 lô đất vàng của mặt tiền trên con đường Bung Lụa. Nếu như Mai Công Chúa Len mà có nhu cầu, chúng tôi sẽ thu mua hết tất cả toàn bộ. Cóc. Dạ. Không, chị ấy khổ quá, chị đừng nhìn em với cái ánh mắt đấy. Khổ quá, em mà hớt lẻo với người ta là mình có 5 lô đất vàng ở mặt đường con đường Bung Lụa, em là con chó luôn. Chúng tôi đang rất quan tâm đến mảnh đất mà có chủ hộ tên là Lê Thị Ngầm. Miếng đấy đắt đấy. Rất đắt. Bà cứ cho tôi một con số. Giá của bà thu mua vào bao nhiêu, bà cứ x ít nhất 10 lần lên cho nó thoải mái. Chị. Được. Vậy là tao đã hiểu thế lực của Trương Mỹ Liên là thế nào rồi. Vâng, chị ơi. Thế thì theo em thế này. Nhân tiện đây thì thôi, thì trước mắt ý, mình cứ ký giao dịch cái 5-6 đất của nhà bất mãn trước đi. Cũng bao. Vào việc đi. Dạ vâng, thế em vào việc luôn ạ. Dạ, xin phép ông Phước. Dạ, em xin phép chị. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024, tại nhà hàng 33 Sơn Đông, 19 Hàn Thuyên, Hà Nội, tập đoàn Mai Công Chúa ký kết chuyển giao 5-6 đất cho tập đoàn Trương Mỹ Liên. Về phía tập đoàn Mai Công Chúa Len gồm có bà Mai Công Chúa chủ tịch tập đoàn, vỗ tay hộ cái. Ông Ưng Hoàng Cóc, phó tổng tham mưu trưởng phụ trách đường lối, vỗ tay cho một cái. Cùng các cộng sự, vỗ tay cho cái nữa. Về phía tập đoàn Trương Mỹ Liên gồm có. Thôi, ông Thành Phước, tao biết rồi. Không phải giải dòng, đưa đây chị ký nhanh. Dạ vâng ạ. Vâng, thế thì đề nghị cán bộ công nhân viên và người lao động của tập đoàn chúng ta cho một tràng vỗ tay để mừng lễ ký kết thành công tốt đẹp. Sao lại ra lông nỗi này? Tình hình sao rồi em? Xong rồi ạ. Không rồi đi, anh cũng chuẩn bị cho hết vào đây rồi đấy. Anh Trưởng! Vợ chồng anh Trưởng ơi! Tình hình sao rồi cha? Không biết rồi. Hội Mai Công Chúa nó lại không cho cha hiệp thương. Ôi trời ơi, chết rồi. Này, mà không hiểu tại sao nó lại nảy ra cái khoản này 301 là thế nào. Dạ 301 đấy là con vá thêm để lo hậu sinh cho thằng cháu đích tôn của cha đấy ạ. Thảo nào, mà cũng chỉ tại anh Trưởng thôi, tự dưng thích xe với cộ đấy. Xe thì bị chúng nó thu rồi, nhà thì bị chúng nó xiết nợ, còn cha thì bị chúng nó ép cả.
Anh ta không khổ cha mà. Con xin lỗi cha. Cha ơi, cha vẫn bảo là già rồi sống dai làm cái gì, hậu thế là trên hết. Thế cho nên là con phải mua ô tô để cho thằng đít nhôm của cha sinh ra được ở Bạch Đích ạ. Thôi được rồi, anh chị nghe tôi chỉ thị đây. Dạ. Bằng mọi giá vợ chồng anh cả, tức vợ chồng bất hiếu, phải giữ gìn giấu giếm bảo toàn bằng được thằng cháu đích nhôm cho cha. Dạ. Chính vì thế mà vợ chồng con mới phải xa xứ thế này đấy ạ. Không chỉ tại cái ô tô thôi mà cha con, vợ chồng, ông cháu tan đàn sợ nhớ. Vợ chồng mình phải đi ngay thôi. Em lỡ cắm thằng Nhật để vá thêm 301 đấy rồi. Bây giờ mà bọn Mai công chúa xiết nợ thì mình mất trắng thằng Nhân ra. Thôi được rồi, các con đi ngay đi. Cái bọn Mai công chúa là nó bất nhân lắm đấy. Dạ. Ngày xưa các cụ đặt tên cha là Mãn, còn tên con là Bất để cho nó dễ nuôi. Thế bây giờ con là lấy vợ tên là Hiếu, mà con là đặt tên con là Nhân. Thế này nhà mình này này, Bất Mãn này, Bất Nhân này, Bất Hiếu này. Ôi thế này thì không được rồi. Thế thì họ hàng nhà mình là nghèo bất tận nè. Không được. Tận. Con ơi, phải đặt tên cháu đít nhôm của ông là Tận. Này, sau này vợ chồng con đẻ cho cha thêm một đứa nữa, đặt nó là Dầu. Thế là gia đình nhà mình là Dầu Bất Tận. Phải thế mới được con ạ. Dầu Bất Tận. Vâng. Dạ, cha... Thôi, đi nhanh lên đi. Vâng. Cha dạy thì chúng con nghe ạ. Chúng con xin phép ạ. Ôi, đi đi. Dạ. Đi đi con. Đi đi. Đi đâu? Xa xứ. Tay hai vợ chồng trăng ở nó như thế này thì đi bằng niềm tin à? Thế sao vợ bảo là vừa vá 301? 301 đấy. Thằng Tận này nó chơi bóng hết rồi. Ôi trời ơi. Ừ, năm con ạ. Ôi trời. Bố cha cái thằng Tận đít nhôm của ông chưa ra khỏi bụng bóng mới trả bánh rồi. Mày ấy mà, mày giống hệt cái thằng cha như mày ấy. Được rồi đây. Hôm qua cha thức cả đêm cha xem trận bóng Real mới lại Barca. May mà Real nó thắng một quả. Cha gỡ được một chỉ. Này, cha cho. Con xin ạ. Tôi không đưa cho anh. Tôi cho cái thằng cháu đít nhôm của ông ấy này. Xin ông đi con. Con xin phép cha. Vợ chồng mình đi. Con đi đi ạ. Đi ạ. Hai bàn tay trắng nghèo sơ sát nghèo. Trong môn cái thằng noi ơ ăn hại này, mày có biết là ông tốn kém bao nhiêu công sức ông mới đưa được mày về cái thánh địa Old Trafford này. Thế mà mày bắt cái kiểu gì mà hai trận vừa rồi thằng MU thua tan nát, không ngóc đầu lên được. Bây giờ mà mày có bắt như thế nhá, tao ném mày đi luôn đấy. Tập thế này, mày tập không ra gì, hai trận tới mà thua mày chết làm sao? Nào, bắt này. Này, ui dồi, bắt thế.
bạn không có phản ứng gì cả. Đây này. Úi trời ôi, thằng ăn ha. À, mày nói đơ chứ nói ơ gì cái loại mày. Ngao ơi. Cái gì đấy? Ngao, 2 tỷ của U đâu? Con đầu tư hết vào mua sắm cầu thủ rồi. Ôi trời ơi, mày mua cái thằng nộm này về làm gì? 2 tỷ của U đâu? Thì con là chủ tịch của câu lạc bộ, con phải mua sắm cầu thủ. Bây giờ 2 tỷ của U đến 10 tỷ của U cũng vẫn còn thiếu cả, con ta thì mua thêm đấy. 2 tỷ của U mày không đánh bóng rồi à? Thì con là chủ tịch, con phải đầu tư, con phải đánh ác chứ, đánh mạnh chứ. Ôi trời ơi, mày điên là mày biết đánh bóng à? Càng điên càng phải đánh mạnh, đánh ác nhiệt, đánh nhiệt tình. Ôi trời ơi, rồi cả đất rồi, nó tiêu tới 2 tỷ đánh bóng rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thợ đi đúng không? Đi trốn lại trong nhà, vào! Đông quá! Vào, nhanh, nhanh, nhanh! Mai công chúa đến rồi, trốn bình tĩnh. Đi rồi, ôi! Trốn đi, trốn đi, Mai ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Mai công chúa đến rồi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Anh gửi đây rồi! Chỗ này là nơi! Ôi trời ơi! An toàn nhất này! Mình chả nhìn thấy thằng chó nào gì! Chả có chó nào nó nhìn thấy mình nữa! Ôi trời ơi! Tối như mừng, kín như mừng! Mà ui, con nghĩ ra rồi. Việc gì mình phải sợ, mình đàng hoàng lên. Mình đánh bóng cho mình đánh nhau rồi. Mình sợ thì chúng nó. Chúng nó vào đây, chúng nó tuổi gì? Vào đây đánh nhau với tao thế này. Tao đá tan mặt mày ra luôn đấy. Nhật Tinh nào? Nè. Mày bảo mày đánh tan mặt ai? Không, em mà đánh mặt em. Em nói bưng cua, em nói chịn không? Mày đừng tưởng mày điên mà thở cái gì ra cũng được. Này, mày định gấu với ai? Mày muốn chết à? Mày chán sống này à? Nữa. Bà Ngẩm. Dạ. Sao đến giờ phút này hai mẹ con bà vẫn chưa chịu di rời ra khỏi đây? Mai công chúa ơi, cho tôi xin 2 ngày nữa, khất 2 ngày nữa nhá. Để tôi bán cái số 10 này đi, xem có kiếm được tí nào hay tí ấy ạ. À? Không được. Tôi cho hai mẹ con bà đúng 24 tiếng nữa. Bằng mọi cách phải rời ra khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi đấy. Chị Mai công chúa ơi, chị đã thương thì thương cho tót. Thì chị giúp làm sao là mua hết cái vườn bưởi của U em. Để em đầu tư em mua nốt mấy thằng cầu thủ nữa. Đợt tới là nó thắng là cái tắc ấy, em có tiền em trả chị. Mai công chúa ơi, đưa tôi 2 tỷ. Thằng Ngao đánh bóng hết rồi. Còn mỗi cái nịt. Rồi, sao mày điên mà mày ngu thế hả mày? Ngu lắm rồi ôi. Con biết rồi. Chị Mai công chúa ơi, đợt tới đây thằng MU của em nó đá khởi sắc lên ấy, tiền nó trở lại. Thì em xin phép chị là cho em tuộc lại cái thánh địa Old Trafford của em được không? Thánh địa nào? Là cái nhà hát của những giấc mơ này. Nhà hát của những giấc mơ là gì? Là cái chân bóng này chị ạ. Còn trong này là cái phòng thay đồ. Em chỉ muốn là cái này, cái phòng thay đồ luôn luôn được đoàn kết chứ không chạy sóng chị ạ. Thế mày làm gì ở đấy? Là em là chủ tịch. Ôi trời ơi. Ăn đi các con. Này ăn đi. Ăn đi. Không phải dỗi. Ông hết sạch tiền nuôi chúng mày rồi. Bác Mãn ơi. Bác Mãn có nhà không đây? Vâng tôi đây. Vâng tôi đây. Thế bảo nhà bác bán chó hả? Vâng nhà tôi bán chó. Chó đâu cho cháu xem với. Đây. Chó đây. Cháu tưởng bác bán chó thịt cơ mà. Thế con mẹ ở đâu? Mẹ nó tôi bán hôm qua rồi. Cô chú. Cô chú mua rẻ đi tôi bán cho. Này. Cái giống chó này nó tốt lắm. Này. Bố mấy con này á. Nó phải to. Gần bằng chú ấy. Ủi giời ơi. Người ta mua chó thịt chứ mua chó con phải để hầu nữa à. Sao bà nhà bất mãn bán chó thịt? Ai biết đâu được ấy. Đi về. Ông đành phải mang chúng mày ra chợ vậy. Ừ.
cuộc đời ơi. Cha, cha vĩnh biệt. Hai con bất hiếu của cha, ông xin lỗi. Cháu tận đích tôn của ông. Trời ơi, cuộc đời ơi, sao cuộc đời nó lại ngắn ngủi thế này ư? Ông Mai này, ông cứ nhảy vô tư đây, có bọn tôi ở dưới này rồi, nhảy đi, nhảy đi. Hả? Ông chưa nhảy xuống đấy được đâu. Chưa nhảy được đâu. Chừng nào mà ông trả hết tiền cho bọn này thì ông thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đúng không? Này, vợ chồng thằng con bất hiếu của ông với thằng cháu đích tôn của ông ấy đang trốn ở đâu? Hả? Biết đấy. Cháu tôi. Cháu của tôi. Cháu ở đây. Cháu tốt với con nhà bác quá. Cháu hâm mộ giọng ca của anh Ngao nhà mình từ lâu lắm rồi. Nhưng chỉ tiếc anh ấy cứ lúc điên lúc tỉnh, thường quá bác ạ. Đấy, bác sợ là sang ở với mẹ con nhà cháu, lúc nó tỉnh thì không sao, nhưng lúc nó điên, nó làm cái điều gì dại dột thì bác biết ăn nói với cháu thế nào. À này, bác dặn nhá, nếu mà nó làm cái gì dại dột ấy, cháu cấm có kêu đấy, kêu thì nhượng với hàng xóm nhá. Bác cứ yên tâm, cháu đã có cách làm cho anh Ngao hết điên rồi ạ. Thằng này à, nó cứ đếm tiền là nó tỉnh ngay. Cháu đã có 1 tỷ cho anh ấy đếm rồi đấy bác. Ôi ạ. Thôi, cháu rồng ngầm à. Đây, bác đưa cho anh đếm là anh ấy tỉnh. Ôi trời ơi, cháu có 1 tỷ á, hay thế. Ngao ơi. Dạ. Mẹ có thích đếm tiền không? À con có. Có. Có 1 tỷ á này. Ôi có 1 tỷ ạ, à? Ôi trời ơi. Bây giờ thì tao mua trắng rồi. Đây, 1 tỷ này nhá. Đã. Cho mày đếm mà, ngon hoa tay thì thôi. Ôi à, thế à? Ừ. Này, có 1 tỷ nha con, tha hồ đầu tư mua thắm cầu thủ. Đâu tiền. Đây. Trời ơi, tuyệt vời. Ôi, con cảm ơn ông. Ôi, tuyệt vời. Trời ơi, chết quá. Ôi trời. Con nghĩ này. Cái gì? Hả? U nhìn nhở con nha. Sao? Hả? U nghĩ con điên mà con không biết tiền nong như thế nào à? Cha định đưa tiền âm phủ cho con. Ôi tôi chết. Cháu ơi, sao lại tiền âm phủ à? Dạ, cháu cứ tưởng anh ấy bị điên. Thế mà anh cũng phân biệt được tiền âm với tiền dương hả bác? Ôi giời ơi, nó nhìn tiền nó biết ngay. Thôi này nhá, gác chuyện tiền nong sang bên. Bây giờ cô ca sĩ Bân Hạnh chụp cho u con tôi 1 kiểu ảnh làm kỷ niệm trước khi từ giã nhà hát của những giấc mơ. Đấy, làm một kiểu kỷ niệm. Đấy. Rồi hai mẹ con nhìn ra đây nha. Chụp của Tâm vẫn. À, nào, u cười đây. Đây. 1, 2. Cười tươi nào. 2, 3. 2, 4. Đấy. 2, 5. Ôi, chị Mai công chúa. Chị đến đúng lúc quá. Em xin bàn giao nguyên tài nguyên kiện nhà hát của những giấc mơ cho chị ạ. Dạ vâng. Chào bác Ngẩm. Chào chị. Anh Ngao, anh có nhận ra em không? Chị nhìn quen thế nhỉ? Đoan ơi, thế mà anh tưởng là em sẽ mãi mãi mất trong cuộc đời này. Đoan ơi, em đây rồi mà xa ngàn cưới. 10 năm không gặp trường quần đã rách. 10 năm không gặp trường tình đã cũ. Đoan ơi, cho anh ôm em một cái được không? Bao nhiêu năm qua anh nhớ em ra chết. Cho anh ôm em nhé. Anh nào, anh cứ bình tĩnh đã. Chào bác, chào anh chị. Giới thiệu với anh, đây là anh Đạt đến rồi, chồng em. Chào anh Nhật Tinh Ngao, nghe Soan nói về anh rất nhiều, hôm nay mới được gặp mặt, chúc sức khỏe anh. Sức khỏe cái gì, rụt tay lại, hứng thú gì mà bắt tay,
Bây giờ tôi mới hiểu rồi. Bao nhiêu năm qua em mất hút con mẹ hàng luôn là vì cái gã này cướp em trên đàn mướp của anh. Cuộc sống mà anh. Thống mái cái gì? Vợ chồng nó là do duyên số. Thố má cái gì, đã đến sống rồi đâu mà thố mấy má. Này nhá, không biết kết quả như thế nào, đừng có nô đẻ ở đây hư người. Thôi hoan hỉ đi anh. Hỉ cái gì? Người ta đang buồn như là đám hiếu này. Hỉ cái gì? Ôi trời ơi, Toàn ơi, anh mất em thật sự rồi. Ôi u ngầm ơi, ôi cô bất hạnh ơi, ôi ông trời ơi, ôi cuộc đời ơi, ôi hai người kia ơi. Tôi đang vừa tỉnh một tí, cái tình đạt đến rồi nó lại làm tôi điên trở lại. Ôi trời ơi. Son ơi, Son cứu Ngao nhà bác đi. Vì nó yêu cháu thì nó điên về tình thế này. Chính vì thế hôm nay vợ chồng cháu đến đây để chuộc lại ngôi nhà này cho bác và anh Ngao từ tay bọn Mai công chúa ạ. Ôi trời, cháu chuộc lại à? Dạ. Ôi trời, cảm ơn cháu. Con ơi, ôi trời. Không chết, không chết. Đến nước này không chết một cái gì cả. Người đi rồi thì chết gì của. Dạ, mảnh đất này vẫn thuộc về anh và bác. Sổ đỏ của anh đây. Ôi trời, bác xin nhá. Ôi trời. Đến xem nào. Sổ đỏ gì mà tên của cái bà này ở Thanh Ba Phú Thọ. Ui trời ơi, các người chống không có tình người một tí nào cả. Đâu, xem nào. Đấy, chủ hộ Lê Thị Ngầm. Mày nhầm à? Mày bị điên à? Cháu xin phép bác ạ. Dạ Toàn, em đừng bỏ anh. Toàn, anh xin em. Toàn, Toàn, Toàn ơi. Thế này em bỏ anh thật rồi, Toàn ơi. Toàn ơi, ôi trời ơi, Toàn ơi. Ôi trời ơi, Toàn ơi. Bác Ngẩm, thôi cháu xin phép, cháu về đây ạ. Ôi trời, à, sao lại về hả con? Ngao, giữ anh lại cho U. Kìa, sao bảo gạ người ta sang ở chung bên nhà này bỏ về là thế nào? Bị điên à? Này, anh đi bảo cháu bị điên rồi đấy ạ. Thôi cháu về đây. Kìa Ngao. Ôi. Đấy, phải thế chứ. Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường thì dù hoa tâm chỉ là màu thắm không chẳng xa chỉ là màu trắng hư vô. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa có khó làm mở lối yêu đương.
bằng dịu êm. Lâm Bảo Đường chúng em đấy ạ. Hôm nay là buổi trị liệu thứ 3, các chị cảm thấy thế nào ạ? Em á, em thấy thoải mái hơn hẳn. Chị Hoài, lưng của chị thế nào rồi? Hết như mỏi ngay từ hôm thứ 2 rồi. Hèn gì chị Mai công chúa tuần nào cũng đến Phúc Lâm Bảo Đường để phục hồi sức khỏe đấy. Xong nhiệm vụ lần này, chắc chắn em sẽ dẫn ông bà Bồ đến đây. Hóa ra các chị là cùng cơ quan với chị Mai công chúa ạ. Đúng rồi. Thế cái ông Cấn Văn Mãn ấy là bố của chị Mai công chúa ạ? Không phải đâu. Lão Tà ấy là con nợ của chúng tôi đấy. Dậy, hỏng rồi, không thấy ông Mãn đâu cả, mất tích rồi. Chết, đi tìm nó ngay. Đã xong đâu? Thế chị không làm nữa à? Đấy, con đã nói với bác Trung bác Thướng rồi. Là thành nao nhá, kiểu như là cái con Mai công chúa nó cũng giấu bác Mãn ở cái Phúc Lâm Bảo Đường này. Ấy, ngày xưa lúc tán em Thoan ấy, còn cứ định ông Ngán Bằng Ngẩm ấy là đưa ông bà đến đây chữa bệnh thuốc ấy. Em cảm ơn anh Ngao đã giúp gia đình em tìm được bác Mẫn ạ. Thôi, em đừng khách sáo như thế. Cảm ơn làm cái gì, làm anh càng đau lòng thêm. Bao nhiêu năm qua em mất hút con mẹ hàng luôn, để anh cứ phải năm đợi tháng chờ. Người ta bảo rồi, người ăn không tức bằng kẻ tực nồi cơm. Thôi này, anh cũng nói thẳng luôn, anh vẫn còn yêu em, vẫn còn chờ đợi em, kể cả đến kiếp sau cũng được. Thôi xin phép gia đình cháu đi về. Thoan, anh chúc em hạnh phúc. Bác cảm ơn hai cháu. Bác xin hai cháu cho bác ở lại đây. Khi nào mà vợ chồng người bất hiếu nó trả hết nợ, bác về cho đàng hoàng. Bây giờ về không được đâu, Mai công chúa nó bất nhân lắm. Bác trưởng, bác không phải lo, đã có thằng cháu Đạt đến rồi đây rồi thì bác không phải nghĩ gì cả. Bác ơi, thế bác có biết vợ chồng anh bất hiếu và bé Tận ở đâu không ạ? Cái này thì chắc chắn là chỉ có Mai công chúa nó biết là vợ chồng nhà bất hiếu của bác ở đâu thôi. Dạ, bác và mọi người cứ yên tâm ạ. Cháu sẽ cho người đi xác minh. Chỉ 1-2 ngày là tìm ra tung tích của anh chị bất hiếu thôi ạ. Đấy, người tốt, nhìn cái biết ngay. Biết ngay. Thế mà hồi trước mỗi lần thấy nổ cây xăng là bác toàn hát cái bài Nổi Lửa Lên Em nữa. Nó là con rể của em đấy, cháu của bác. Giỏi lắm. Các người mang con bệnh của tôi đi đâu? Tôi đang chữa bệnh cho ông đấy. Chưa đi đâu được đâu. Chị Mai công chúa, chị đưa hết số nợ và 5-6 đất của bác Mãn đây, tôi sẽ mua lại. Cô mua á? Đắt thế. Đắt tôi cũng mua. Hoan ơi, bằng nợ tiền tỷ đấy tôi có hết đâu. Bác yên tâm, cháu sẽ giúp bác. Được, nếu có đủ khả năng tôi sẽ cho cô mua lại số nợ của ông Mãn. Nhưng còn 5-6 đất tôi bán cho tập đoàn Mỹ Liên rồi. Hy vọng 5-6 đất chị sẽ chuyển cho tôi. Cô là Trương Mỹ Liên là con.
Tôi đang tỉnh hay mơ thế này? Là con đây mẹ. Đạt, thế này là thế nào? Thì ra con Doan nhà mình lại chính là bà Trương My Liên à? Bà Sướng ơi, bà đã sướng chưa? Bà Trưởng ơi, thế là họ nhà ta sắp thành tỷ phú rồi. Do công của tôi ấy, chú thím ơi, tôi đặt tên con thằng Bất là Tận. Thế là từ nay trở đi dòng họ nhà mình là giàu bất tận rồi. Xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân